may mắn làm bén duyên ngay đến lại lĩnh vực kinh doanh luôn. Và ngày đó thì Viết Anh đã làm nhân viên phát triển thị trường của một tập đoàn bán lẻ ở Việt Nam. Thì Viết Anh cũng sống như một số cô chú anh chị, là từ một vùng quê nghèo bước chân ra thành phố thì không có mối quan hệ nào cả, mà hoàn toàn là tự thân vận động. Và đó là lý do mà mỗi năm Viết Anh lại phải trải qua một công việc khác nhau, lại trải qua một lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Và với Viết Anh thì 5 năm đầu tiên khởi nghiệp là những khoảng thời gian trải nghiệm thú vị nhất. Bởi vì Viết Anh đã trải qua rất nhiều những lĩnh vực và hoàn toàn là các lĩnh vực đó là khác nhau các anh chị ạ. Như Viết Anh vừa kể là khi ra trường thì Viết Anh đã bén duyên đến kinh doanh, đó là nhân viên phát triển thị trường của một kênh bán lẻ. Nhưng sau đó thì Viết Anh lại có một cơ duyên. Không biết là cơ duyên này nó đến từ đâu, nhưng mà Viết Anh lại làm trưởng ba một vũ trường ở Hà Nội. Sau đó thì Viết Anh lại có cơ duyên làm gì ạ? Quản lý của một câu lạc bộ bia. Viết Anh thì không giỏi đánh bia giống như một số anh chị ở trong Zoom này, nhưng Viết Anh lại may mắn là có một chút kỹ năng về quản lý. Nhưng mà sau đó thì Viết Anh lại không thích nghề dịch vụ nữa, mà lại quay về để làm kinh doanh. Và Viết Anh đã gì ạ? Làm cho một công ty chuyên về thiết kế thi công quảng cáo cho các quán bar và karaoke. Và cho đến năm 2011 thì Viết Anh về công tác tại Bệnh viện Mắt Quốc tế. Và Viết Anh cũng đã xác định rằng đây là sự nghiệp ổn định của mình. Nhưng mà sau 10 năm cống hiến và gắn bó với bệnh viện thì Viết Anh chợt nhận ra một điều, đó là tất cả những cái thành tựu mình mong muốn thì bạn bè chúng ta đều có hết rồi. Nhưng trong khi đó thì mình lại chưa đạt được ngoài một công việc. Và Viết Anh đã đi tìm câu trả lời. Và Viết Anh cũng rất là may mắn được các anh chị, các bạn bè nói với Viết Anh là bạn đã thấy một người nào mà đi làm thuê cả đời mà trở nên giàu có chưa? Có, nhưng mà thực sự rất là ít. Và các bạn bè nói với Viết Anh là nếu như bạn muốn trở nên giàu có thì bạn phải học cách kinh doanh hoặc là đầu tư. Và đó là lý do mà Viết Anh đã bước một chân ra bên ngoài làm kinh tế. Và năm 2018 thì Viết Anh bắt đầu khởi nghiệp với một shop quần áo. Nhưng mà sau một năm vận hành thì nó không thành công. Nhưng mà tuy nó không thành công, Viết Anh đã học được rất nhiều từ cái trải nghiệm khởi nghiệp này. Đó là cái thứ nhất là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cái thứ hai là mình bị phụ thuộc quá nhiều vào bên thứ ba. Thứ nhất là về sản phẩm. Sản phẩm thì chúng ta cần một nguồn cung đúng không ạ? Nhưng mà cái sản phẩm chúng ta đang xây dựng thương hiệu lên thì cái nguồn hàng thì nó lại bị đứt. Hay là về nguồn vốn, càng mở rộng quy mô thì lại càng phải đi huy động vốn. Và cái tiếp theo đó là về marketing. Tại vì mình không thể chạy quảng cáo được mà mình bị phụ thuộc vào cái bên thứ ba. Đó. Nhưng mà một vài những cái nỗi đau mà Viết Anh nhận ra ở đây đó là gì? Thứ nhất là chúng ta phải chi quá nhiều trước khi thu. Và một điều nữa là gì ạ? Chúng ta bỏ thì bỏ tiền cục, nhưng mà thu về tiền lẻ. Trên thực tế hoạch định kinh doanh thì là không lỗ, nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần nhập hàng thì lại phải bỏ tiền túi ra nhập. Và đó là lý do mà Viết Anh đã dừng lại vì nó không hiệu quả. Và đến năm 2019 thì Viết Anh bén duyên đến lĩnh vực đầu tư. Và cái thị trường đầu tiên mà Viết Anh bén duyên đến đó chính là đầu tư vào coi hệ thống. Sau đó lại trải nghiệm sang coi ủy thác, nhưng mà nó cũng không thành công. Nhưng mà qua quá trình trải nghiệm này thì Viết Anh lại nhận ra một điều là tiền thì nó lại không biết để ra tiền, mà tiền nó phải do con người vận hành thông qua một cái hoạt động kinh doanh nào đấy. Thì khi đó tiền nó được lưu thông thì cái giá trị của tiền nó mới có. Đó. Và đến cuối năm 2019 thì Viết Anh bén duyên đến đầu tư vào doanh nghiệp. Khi bén duyên đến đầu tư doanh nghiệp thì Viết Anh phát hiện ra một điều, đó là có một cách làm chủ cực kỳ thông minh. Trước đây Viết Anh cứ nghĩ là muốn làm chủ là phải mở doanh nghiệp ra. Nhưng thực ra còn một cách nữa làm chủ cực kỳ thông minh. Đó là bạn không có khả năng tạo ra doanh nghiệp thành công, nhưng bạn hoàn toàn có cơ hội được sở hữu một doanh nghiệp thành công thông qua vấn đề cổ phần hóa, đó là nắm giữ cổ phần.
Nhưng mà tại thời điểm đấy, Việt Anh chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ kiến thức và kỹ năng để đánh giá doanh nghiệp. Nên là lần này cũng là một lần thất bại tiếp theo. Và thực sự bật mí với anh chị rằng đây là một trong những thất bại mà Việt Anh nghĩ rằng cả cuộc đời Việt Anh sẽ không bao giờ quên được. Tại vì đến bây giờ Việt Anh nghĩ lại rằng cũng không hiểu tại sao mà mình lại có thể vượt qua được. Tại vì hệ lụy của nó quá lớn. Nên là thị trường tài chính nó vô cùng khắc nghiệt các anh chị. Nó không màu hồng như chúng ta nghĩ đâu ạ. Nhưng mà Việt Anh lại rất may mắn đã có những anh em, đã có những người thầy đã luôn ở bên cạnh mình, động viên mình để bước qua những giai đoạn khó khăn nhất. Và người thầy đó nói với Việt Anh là gì? Thất bại nhỏ thì dựa trên thành công nhỏ. Thất bại lớn thì dựa trên thành công lớn. Nếu như được lựa chọn thì lựa chọn thất bại lớn sẽ tốt hơn. Và thầy vẫn còn nói một câu mà Việt Anh vẫn còn nhớ là gì? Thất bại thì thoải mái, nhưng chỉ cần đúng một lần thôi sẽ giúp bạn trở nên gì ạ? Giàu có và đỉnh cao trong sự nghiệp. Và đó là cái động lực mà Việt Anh tiếp tục bước đi. Và từ năm 2020 đến nay thì Việt Anh đang là cổ đông và là đối tác phát triển nguồn vốn cho tập đoàn Uritkai. Và Việt Anh cảm thấy rất là may mắn và tự hào mình đã có những sự lựa chọn sáng suốt đến như bây giờ. Đó. Và trong 5 năm trải nghiệm trong vấn đề kinh doanh và đầu tư, Việt Anh đã rút được rất nhiều những bài học xương máu. Và bên cạnh đấy, Việt Anh cũng có cơ duyên được giao lưu với rất nhiều những anh chị thành công. Và Việt Anh nhận ra một điều rằng là thành công thì nó có phương pháp. Hoàn toàn thành công nó có phương pháp các anh chị ạ. Nên là các anh chị nghe ở đâu đó một câu đó gì ạ? Thành công thì nó có phương pháp, mà thất bại thì nó có nguyên nhân, đúng không anh chị? Và qua những cái trải nghiệm như vậy thì Việt Anh rất là mong muốn hôm nay sẽ chia sẻ những điều đó đến với lại tất cả các anh chị. Và cái chia sẻ này là dựa trên quan điểm cá nhân mà Việt Anh trải nghiệm được. Việt Anh được học qua những quyển sách và được học qua những người thầy. Chính vì vậy trong buổi Zoom ngày hôm nay, nếu như một số cô chú anh chị mà thấy rằng nó hợp lý, nó phù hợp với mình thì mình có thể là áp dụng nó. Còn nếu như mình cảm thấy nó chưa phù hợp với mình tại thời điểm này thì chúng ta có thể bỏ nó sang một bên, được không các anh chị? Cái này là chúng ta sẽ thoải mái với nhau các anh chị nhé. Nếu như các anh chị đồng ý với quan điểm của Việt Anh thì cho Việt Anh một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả anh chị. Và mời tất cả các anh chị chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để Việt Anh xin phép được chia sẻ cái chương trình ngày hôm nay ạ. Cái chủ đề ngày hôm nay mà Việt Anh muốn chia sẻ với tất cả anh chị đó là tư duy tài chính thành công. Tư duy thì có trước, tài chính thì có sau. Cái tư duy ấy thì nó giống như cái cốc này này anh chị này. Tài chính thì nó giống như cái nước ở trong cốc. Vậy thì các anh chị muốn chứa được nhiều nước thì các anh chị phải mở rộng cái cốc này ra. Vậy thì trong tài chính cũng vậy. Nếu như các anh chị muốn kiếm được thật nhiều tiền thì các anh chị sao ạ? Cần phải mở cái năng lực chứa tiền của mình lên. Nên ai có được tư duy tài chính thì người đấy sẽ trở nên giàu có. Và hôm nay Việt Anh sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái tư duy của những người thành công. Cái thứ nhất đó là công thức của người thành công. C bằng R. C ở đây chính là hành động, là lựa chọn. R nó là kết quả. Vậy thì trong số các anh chị ở trong phòng Zoom ngày hôm nay, theo các anh chị mình đang ở nhóm C hay là nhóm R? Nếu mà các anh chị thấy rằng mình đang ở cái nhóm chọn hành động thì các anh chị comment là C. Còn nếu các anh chị thấy rằng mình là ở cái nhóm luôn luôn chọn kết quả trước thì các anh chị có thể là comment là R, đúng không ạ? Cái này nó là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị, nên các anh chị cứ comment nó xuống. Cái này là không đúng không sai các anh chị nhá. Nhưng các anh chị thử xem mà mình đang ở cái nhóm nào. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị. Dù muốn hay không muốn thì 95% là khả năng cao là chúng ta đang ở nhóm C. Đó là những người chọn hành động. Tại sao lại như vậy? Theo một cái thống kê thì 95% người dân trên thế giới là đang thuộc nhóm C. Đó là họ chọn một công việc, sau đó họ dành thời gian tâm huyết của mình đặt vào cái công việc đấy và mong muốn cho cuộc sống của mình nó tốt lên.
Nhưng mà trên thực tế từ cá nhân mình, từ những cái đồng nghiệp của mình, thì cứ 3 đến 5 năm lại phải trải nghiệm một công việc khác nhau. Có những người dùng 30 năm, thậm chí là cả đời để đi thí nghiệm các công việc khác nhau. Nhưng mà đến cuối đời thì lại không đạt được những kết quả mà họ mong muốn. Có nhiều người như vậy không anh chị? Nhiều đúng không ạ? Đó, họ dành là 30 năm cuộc đời, thậm chí là cả cuộc đời luôn, chỉ đi thí nghiệm các công việc khác nhau. Nhưng mà đến cuối đời thì lại không, cái kết quả không lại như mà họ mong muốn. Đó. Vậy thì tại sao lại như vậy? Bởi vì họ là những người thuộc thế giới của những người chọn hành động. Nhưng mà trên thực tế, trong xã hội của chúng ta là chỉ có 5%, đó là những người chọn kết quả. Họ chọn những cái thứ họ mong muốn trước, rồi sau đó họ mới đi tìm công cụ để họ hành động. Nên là cái lựa chọn vô cùng quan trọng các anh chị. Cái lựa chọn vô cùng quan trọng là như vậy. Bây giờ Việt Anh sẽ lấy một cái ví dụ như thế này để giúp cho các anh chị có thể hiểu hơn này. Nếu như bây giờ mà Việt Anh định vị, Việt Anh đi từ Hà Nội vào Sài Gòn và Việt Anh chọn kết quả là 2 giờ, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đi máy bay. Không có một cái phương tiện nào khác, đúng không anh chị? Vậy thì nếu như Việt Anh đi máy bay, thì một là Việt Anh phải bỏ tiền túi ra để mua máy bay, vé máy bay. Hai là nếu như không có tiền, thì tìm mọi cách để có tiền để mua vé máy bay. Nhưng nếu mà Việt Anh đi từ Hà Nội và Sài Gòn mà không khóa cái 2 giờ lại, thì Việt Anh có thể đi xe đạp cũng được, xe máy cũng được, mà ô tô cũng được. Nhưng mà nó lâu, đúng không anh chị? Nên là đối với những người thành công, tư duy của những người thành công, đó là họ tập trung vào cái kết quả họ mong muốn, sau đó họ mới tìm công cụ để họ hành động. Thì đó chính là tư duy của những người về thành công. Vậy thì cái R, cái kết quả mà cái người giàu, người thành công mong muốn ở đây là gì? Cái thứ nhất là những người giàu là họ mong muốn kiếm được thật nhiều tiền, họ sở hữu được rất nhiều tài sản, và bên cạnh đó những cái tài sản này sinh ra dòng tiền cho họ. Bởi vì những người thành công họ ý thức được là gì? Họ không thể đi kiếm tiền cả đời được. Vậy thì khi mà họ không còn khả năng kiếm tiền nữa thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Nên chính vì vậy mà họ ưu tiên vào những tài sản mà tạo ra dòng tiền cho họ. Ví dụ như là họ đầu tư vào bất động sản, sau đó họ cho thuê cái bất động sản đó, và cái bất động sản đấy nó sẽ có dòng tiền cho thuê hàng tháng. Hay là họ đầu tư vào các doanh nghiệp để nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp để nhận lợi tức hàng năm. Và ông Warren Buffett cũng có một câu rất hay, đó là gì? Nếu như bạn không có khả năng kiếm tiền ngay kể cả lúc bạn ngủ, thì bạn sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết. Nên là bạn phải làm gì đó để phải có dòng tiền đó. Nên đây là một trong những cái từ mà Việt Anh gọi là, Việt Anh tin là những người giàu họ luôn luôn để ý tới, đó chính là dòng tiền. Cái R thứ hai mà họ hướng tới đó chính là nhà cửa. Những người thành công họ mong muốn ở một ngôi nhà rộng rãi, thoải mái, một ngôi nhà đáng sống để cho cuộc sống của họ thăng hoa hơn. Khi mà cuộc sống của họ thăng hoa thì họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà cái cách sở hữu nhà của người giàu và người nghèo cũng khác nhau. Người giàu họ chỉ sở hữu nhà chiếm 5% trong tài sản của họ thôi. Nhưng mà những người nghèo thì sao? Ví dụ như là họ có 300 triệu nhưng họ lại xây một ngôi nhà là 1 tỷ để rồi họ sống được cuộc sống là nợ nần. Đó. Và cái R thứ 3 ở đây đó chính là phương tiện đi lại. Người giàu thì coi ô tô là một phương tiện đi lại, là một cái dạng tích sản. Tại vì khi di chuyển bằng ô tô thì họ cảm thấy là an toàn hơn. Họ gì ạ? Họ sẽ có được những mối quan hệ chất lượng hơn và họ sẽ ký được những hợp đồng gì ạ? Lớn hơn. Và cái cách sở hữu ô tô cũng khác, là nó chỉ chiếm 5% trong cái tài sản của họ thôi. Đó. Và cái thứ tư, cái R thứ tư người giàu lựa chọn ở đây đó là báo hiếu cha mẹ. Những người thành công họ ý thức được một điều là gì? Tốc độ thành công của họ cần phải nhanh hơn tốc độ già nua của bố mẹ họ. Bởi vì họ đã được sinh ra, đã được nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành. Và khi họ trưởng thành, họ thành công, họ quay ngược lại báo hiếu bố mẹ, thì họ sẽ cảm thấy thanh thản và cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó. Và cái R tiếp theo đó chính là giáo dục cho con cái.
Thì tất cả các bố mẹ đều mong muốn con cái mình học ở những trường tốt nhất, ở môi trường tốt nhất. Tại vì bố mẹ nào cũng mong muốn là con cái tốt hơn mình, đúng không anh chị? Đó. Và cái R thứ 6 ở đây nó chính là du lịch tưởng thưởng. Người giàu, người thành công thì kiếm tiền và du lịch tưởng thưởng là hai việc làm song song với nhau. Tại vì họ ý thức là gì ạ? Sau khoảng thời gian vất vả kiếm tiền, họ cũng cần phải tưởng thưởng nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, để giúp cho cuộc sống, cái suy nghĩ cũng như cái hành động của họ được tốt hơn. Đó. Và đây chính là 6 cái R, 6 cái kết quả mà người giàu họ lựa chọn. Và họ cảm thấy là gì ạ? Nếu như họ đạt được những cái R này thì họ sẽ sống một cuộc đời đời đáng sống. Vậy thì trong phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay, bao nhiêu các anh chị mong muốn chúng ta có cái R này ạ? Nếu như tất cả các anh chị mong muốn có cái R này thì cái việc đầu tiên là các anh chị phải nâng cao tiêu chuẩn sống của mình lên. Sau đó thì mình cam kết, mình hành động quyết liệt để giúp cho cái R này trở thành hiện thực. Vậy thì làm cách nào? Làm cách nào để cái R này trở thành hiện thực đây? Nó cũng rất dễ thôi các anh chị. Các anh chị đối chiếu sang cái C, đó là cái công cụ mà các anh chị đang lựa chọn ấy. Là cái công cụ hiện tại các anh chị đang lựa chọn là cái gì? Nếu như các anh chị mơ ước là có được những cái R này, nhưng mà các anh chị lại lựa chọn một công việc và bị hạn chế về lương, thì cái R này nó mãi mãi chỉ là cái R mơ ước. Nên là gì ạ? Lựa chọn công cụ phù hợp vô cùng quan trọng. Nên là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực là như vậy đấy anh chị. Ví dụ như Việt Anh lấy một cái ví dụ như này nhé. Bây giờ các anh chị mục tiêu là gì ạ? Kiếm được 2 tỷ. Nhưng nếu các anh chị làm một công việc mà nó chỉ có 10 triệu một tháng thì các anh chị sẽ mất là 20 năm. Nhưng mà nếu như các anh chị lựa chọn một công việc mà 100 triệu một tháng thì các anh chị chỉ mất bao nhiêu? 2 năm thôi. Đó. Vậy thì cái R đầu tiên nó phải xuất phát từ cái R1, đó là mong muốn. Cái việc đầu tiên là các anh chị phải có mong muốn. Khi các anh chị có mong muốn thì người khác mới có thể giúp được các anh chị. Và sau đó các anh chị sẽ chuyển từ cái R mong muốn thành cái R rất cần. Thì trong phòng Zoom ngày hôm nay, nếu như anh chị nào đã có được cái R trong cuộc đời mình rồi thì Việt Anh xin chúc mừng. Còn những anh chị nào mà chưa có cái R trong cuộc đời mình thì hãy ngồi xuống tĩnh tâm viết cái R của mình ra. Bởi vì người Do Thái có một câu rất là hay như thế này: bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra. Ví dụ như các anh chị mong muốn mua được một cái ô tô, nhưng mà các anh chị không thể hình dung ra được cái ô tô đó như thế nào thì cái cơ hội để sở hữu ô tô của anh chị là rất khó. Hay là các anh chị mong muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà, nhưng mà các anh chị cũng không thể tưởng tượng ra được là ngôi nhà đó nó như thế nào, thì các chị rất khó để sở hữu nó. Nên là các anh chị hãy tĩnh tâm ngồi xuống viết cái R của mình ra, viết ra những cái kết quả mà mình mong muốn. Rồi sau đó học cách của người giàu, đó là chọn R trước. Đó. Và ở đây có một cái ví dụ như thế này để các anh chị có thể tham khảo thêm. Ở đây có hai tòa nhà A và B cách nhau là 3 mét. Trên đỉnh tòa nhà có một cái thanh sắt như thế này. Và bây giờ Việt Anh có một cái thử thách là nếu như các anh chị di chuyển từ đỉnh tòa nhà A sang đỉnh tòa nhà B thì Việt Anh sẽ thưởng cho các anh chị là 100 đô. Đó. Hai tòa nhà này cách 3 mét, trên đỉnh tòa nhà có một cái thanh sắt. Nếu như các anh chị dám đi từ đỉnh tòa nhà này sang đỉnh tòa nhà kia thì các anh chị sẽ được thưởng là 100 đô. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là bao nhiêu các anh chị là dám đi qua? Việt Anh nghĩ là một số anh chị sẽ đi qua, nhưng phần lớn là các anh chị sẽ không dám đi qua. Tại sao lại như vậy? Tại vì với cái độ cao như thế này thì các anh chị sẽ tư duy là gì ạ? Không may xảy chân ngã xuống thì sẽ như nào? Chắc chắn là rất nguy hiểm đúng không chị? 100 đô thì tất cả mọi người đều mong muốn. Nhưng mà chính vì cái nỗi sợ hãi quá lớn, nó đã dập tắt ngay cái mong muốn của anh chị. Đó. Nhưng mà cũng là một cái ví dụ như thế này. Cái tòa nhà B đang có một cái đám cháy, và con của các anh chị đang ở đó. Và Việt Anh nói với anh chị là gì? Chỉ có một cách duy nhất cứu con các anh chị, đó là các anh chị đi qua cái thanh sắt này. Vậy thì theo các anh chị có dám đi qua không? Việt Anh tin chắc là 100% các anh chị sẽ đi qua. Ngay tại thời điểm này các anh chị sẽ hành động bất chấp nỗi sợ hãi để các anh chị đi qua. Bởi vì đó chính là con của các anh chị. Vậy thì sao ạ?
Nếu như cái R này nó không đơn thuần là cái R mong muốn, mà cái R này nó phải là R rất cần, nó giống như con của anh chị đang gặp nguy hiểm, thì các anh chị mới ra mới hành động quyết liệt để biến cái R này trở thành hiện thực. Nên là những người giàu là họ lựa chọn cái R trước, sau đó thì họ cam kết với cái R này và họ hành động quyết liệt để biến cái R đó trở thành hiện thực. Và đó chính là một trong những công thức thành công của những người giàu đấy anh chị. Và trên màn hình của các anh chị, đây chính là kim tứ đồ của Robert Kiyosaki, một tỷ phú người Mỹ gốc Nhật và là cha đẻ của quyển sách đó là Dạy Con Làm Giàu. Và đây nó cũng là một câu chuyện của hai người cha của Robert. Người cha nghèo nói với Robert là gì? Con hãy học tập thật chăm chỉ, rồi sau đó ra trường tìm một công việc ổn định và tích lũy để có một quỹ lương hưu. Nhưng mà người cha giàu của Robert thì nói hoàn toàn ngược lại, là tại sao con lại đi làm một thứ cả đời mà nó không thuộc về con? Nó giống như con trâu đi cày anh chị. Con trâu cày cả đời nhưng mà lại không có một mảnh ruộng nào thuộc về con trâu cả. Và ông khuyên Robert là gì? Nếu như con muốn trở nên giàu có thì con phải học cách kinh doanh hoặc là đầu tư. Và theo quan điểm của Robert Kiyosaki thì trong xã hội của chúng ta có 4 nhóm người tạo ra tiền. Nhóm thứ nhất đó là nhóm làm công, thứ hai là tự làm chủ, thứ ba là ông chủ lớn và thứ tư là đầu tư. Thì với anh xin phép được phân tích một vài yếu tố ở các cái nhóm này. Nhóm thứ nhất là nhóm làm công, đó là những người đã thích ổn định, ngại sự thay đổi và đặc biệt là không dám mạo hiểm. Và một trong những cái nỗi đau của nhóm này các anh nhìn thấy đó là gì? Họ thích sự ổn định, nhưng mà trên thực tế cuộc sống luôn luôn thay đổi, luôn luôn vận động, không có một thứ tồn tại được gọi là ổn định. Cái minh chứng ở đây là cái dịch Covid. Nếu như tại thời điểm này ai được đi làm mà nhận đủ lương, đó là may mắn. Còn nếu đi làm mà không nhận đủ lương thì đó là rủi ro rồi, đúng không anh chị? Đó. Cái nhóm thứ hai là nhóm tự làm chủ. Thì sau một thời gian làm công ăn lương, người ta tích lũy được được tiền bạc, thậm chí là mối quan hệ của ông chủ, rồi sau đó họ mở ra họ làm riêng. Thì cái nhóm này cũng kiếm được tiền, nhưng mà càng mở rộng quy mô thì càng bận, bởi vì họ rất giỏi về chuyên môn. Một hai cái nỗi đau mà Việt Anh nhìn thấy ở cái nhóm này là gì? Đó là cái cạnh tranh vô cùng lớn. Theo một cái thống kê mà Việt Anh được biết đó là gì ạ? 100 doanh nghiệp mở ra thì 95% là phá sản trong năm đầu tiên. Và 95% trong cái 5% còn lại thì không có cơ hội được gì ạ? Được sinh nhật lần thứ 3. Và một trong những cái làm cho các startup này phá sản đó là gì? Không biết quản trị nguồn vốn. Chính vì không biết quản trị nguồn vốn và nó bị đứt nguồn vốn và bị phá sản. Cái nhóm thứ 3 đó là nhóm ông chủ lớn. Thì đây là những người cực kỳ gọi là giỏi mượn lực. Họ dùng thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí là mối quan hệ của người khác để làm giàu cho họ. Nhưng mà để làm được ông chủ lớn này ấy, thì cũng cần phải đảm bảo được 5 yếu tố. 5 yếu tố này người ta gọi là bánh xe doanh nghiệp. Thứ nhất là anh phải có trình độ. Thứ hai là anh phải có một cái sản phẩm cạnh tranh. Đó. Thứ ba là anh phải biết marketing. Thứ tư là anh phải có một bộ phận chăm sóc khách hàng. Thứ năm đó là phải có khâu đào tạo. Bất kỳ anh chị nào mà vận hành doanh nghiệp mà nó không trơn tru thì chắc chắn một điều rằng đó là gì ạ? Nó đang thiếu đi một trong các yếu tố của cái bánh xe này. Nhưng ở đây cạnh tranh nó cũng rất là lớn. Đó, cạnh tranh cũng rất là lớn các anh chị. Cái ô tiếp theo đó là nhà đầu tư. Thì nhà đầu tư là những người lại rất giỏi vận hành tiền. Họ dùng tiền để làm việc tạo ra tiền. Họ có thể đầu tư vào đâu ạ? Vào bất động sản, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào các doanh nghiệp, hay là vào vàng bạc, hay là cái thị trường mới nổi 10 năm gần đây nó gì ạ? Đầu tư vào tiền điện tử. Thì theo quan điểm của Robert Kiyosaki thì những người bên trái kim tứ đồ là những người tạo ra thu nhập thấp, hay còn gọi là những người nghèo. Bên phải kim tứ đồ là những người tạo ra thu nhập cao, hay còn gọi là những người giàu. Và theo quan điểm của Robert Kiyosaki thì những người bên trái kim tứ đồ này mà muốn trở nên giàu có thì chỉ có một cách duy nhất, đó là học cách làm giàu của những người bên phải kim tứ đồ. Thì bên phải kim tứ đồ thì nó có hai cách, đó là một là làm ông chủ lớn, hai là nhà đầu tư. Thì theo những cái trải nghiệm của Việt Anh thì đi kinh doanh hay là nhà đầu tư thì đều tốt cả. Nhưng nếu để có được lời khuyên thì Việt Anh khuyên các anh chị hãy định vị mình là một nhà đầu tư thì sẽ giúp cho các anh chị thành công nhanh hơn. Đó.
Vậy thì cái sự giống nhau và khác nhau của người giàu và người nghèo như thế nào? Người giàu và người nghèo giống nhau là đều đi kiếm tiền, đều có 24 giờ một ngày, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ nghỉ và 8 giờ vui chơi. Nhưng mà cái khác nhau ở đây là gì? Người giàu thì sao? Họ kiếm tiền, họ tiết kiệm, sau đó thì họ dịch chuyển sang tài sản. Còn đối với những người nghèo, họ kiếm tiền, sau đó họ tiêu tiền và họ mua tiêu sản. Các anh chị để ý trên thực tế như thế nào? Đối với những người giàu thì họ kiếm tiền, sau đó họ tiết kiệm, họ đầu tư vào bất động sản, sau đó bất động sản đó họ cho thuê để đem dòng tiền về cho họ. Hay là họ đầu tư vào các doanh nghiệp để nắm giữ cổ phần, sau đó họ nhận được cổ tức hàng năm. Nhưng mà với những người nghèo thì sao ạ? Khi mà mức lương đang 10 triệu, bây giờ tăng lên 20 triệu thì sao? Họ mua quần áo đẹp hơn, họ mua điện thoại xịn hơn, hay là mua ô tô xe máy xịn hơn, đúng không anh chị? Đó. Và có một quyển sách rất hay mà Viên Anh muốn chia sẻ với anh chị, đó là Người giàu có nhất thành Babylon. Thì trong cái quyển sách này, nó có một cái bí mật mà giúp người thợ khắc chữ, một người thợ bình thường lại trở thành giàu có nhất cái thành đấy. Đó là anh ta may mắn được những người giàu có nhất vùng đấy dạy cho bí quyết làm giàu. Và ông ta dạy là gì ạ? Hãy trích ra 10% thu nhập hàng tháng và dùng số tiền đó sang đầu tư. Và khi mà cái người giàu nhất cái vùng đó chia sẻ cái bí quyết đó, thì cái anh thợ này cũng ngạc nhiên, hỏi là nó chỉ đơn giản thế thôi à? Và sau đó anh ta đã ứng dụng nó. Và sau một năm thì cái người giàu có nhất cái vùng này quay lại thăm anh ta và hỏi anh ta xem là năm vừa rồi đã làm được việc gì. Và anh ta khoe là anh ta đã tiết kiệm được một số tiền. Và ông ấy đã hỏi anh ta là gì? Cái số tiền đó anh làm gì? Anh ta chia sẻ là gì? Anh ta cho cái ông chủ lò gạch vay số tiền đó để buôn vàng. Và cái người giàu có nhất cái vùng này đã nói với anh ta là nếu như anh cho vay như vậy thì thất bại rồi. Tại sao anh lại cho một cái người không am hiểu về vàng, không có kiến thức về vàng lại vay cái số tiền đó đi buôn vàng? Và đúng là sau một thời gian sau nó gặp sự cố thì anh ta đã mất đi toàn bộ số tiền đấy. Và đến năm thứ hai, ông ta lại quay lại thăm anh ta và cũng hỏi là năm vừa rồi anh đã làm được những điều gì. Và anh ta rất là phấn khởi và anh ta kể là gì, anh đã tiết kiệm được một số tiền. Và lần này anh ấy cho một ông chủ buôn đồng vay số tiền đó để đi gom đồng, rồi sau đó trả lãi hàng tháng cho anh ta. Và ông ta lại hỏi là cái số tiền lãi đấy anh làm gì. Và anh ta khoe là gì, tôi mua quần áo mới và mua những cái vật dụng, những cái thứ mà để đảm bảo cuộc sống cho tôi. Và cái người giàu có này đã nói là gì ạ? Những cái thứ mà anh mua để đảm bảo cuộc sống của anh ấy là nó đã nằm ở 90% cái chúng còn lại rồi. Cái 10% này anh không được động đến. Và anh phải tìm cách nào đó mà anh phải biến từ cái số này nó sinh sôi nảy nở ra cho anh. Nó giống như lãi mẹ đẻ lãi con anh chị. Và đến năm thứ 3 thì anh này đã vận hành tài chính cực kỳ thành công. Và trong suốt 3 năm thì cái người giàu có nhất cái vùng đấy quan sát cái anh thợ khắc chữ này, thấy cái thái độ của anh rất là tốt. Và cái điều đặc biệt là trong 3 năm đó anh đã vận hành tài chính cực kỳ thành công. Và sau đó cái người này đã nhận anh ta làm con nuôi. Và ông ấy chia sẻ là gì? Ông ấy có một người con trai nhưng mà rất là lười và không biết làm kinh tế. Và ông ấy lo là gì ạ? Nếu như giao toàn bộ tài sản đó vào tay anh ta thì nó sẽ phá hết. Và ông ấy mong muốn là giao toàn bộ cái tài sản đó cho người thợ khắc chữ này, nhưng mà với một điều kiện là nếu như người thợ khắc chữ này mà vận hành thành công thì 50% là thuộc về anh ấy và 50% thuộc về con của ông ta. Và cái người thợ khắc chữ này đã đồng ý. Và sau một thời gian thì cái người thợ khắc chữ này vận hành tài chính cực kỳ thành công từ cái số tài sản đó. Và anh ấy đã trở thành một người giàu có nhất cái vùng đấy. Và với anh xin phép được cắm cái điện. Sau một thời gian thì anh ta đã trở thành một người giàu có nhất cái vùng đấy. Và sau này anh đã viết lại quyển sách là Người giàu có nhất thành Babylon, với một mong muốn là chia sẻ lại cái bí quyết làm giàu đó cho các thế hệ sau, để giúp cho thế hệ sau trở nên giàu có áp dụng bằng cái công thức đấy.
Nên đây là một quyển sách cực kỳ hay các anh chị nha. Nếu như các anh chị mà chưa đọc nó bao giờ thì nên tìm kiếm nó đọc đến một lần. Còn nếu như các anh chị nào đó đọc rồi thì đọc thêm một vài lần nữa để cho nó ngấm. Vậy thì bây giờ có một cái ví dụ thực tế như thế này. Nếu như bây giờ mức lương 10 triệu một tháng thì như thế nào? Chúng ta cũng làm đúng theo công thức đấy. Chúng ta trích ra 10%, đó là 1 triệu một tháng. Có rất nhiều người nói với anh là 1 triệu thì đầu tư cái gì? Thì tất nhiên là 1 triệu chưa đủ thì chúng ta cần phải tích lũy thêm, đúng không chị? Nhưng mà với anh cứ cho là 1 tháng 1 triệu thì 1 năm chúng ta có 12 triệu. Nó tương đương với là 500 đô. Với anh sẽ chia sẻ một vài những cái kênh đầu tư đã đi qua, một vài những cái ví dụ đầu tư nó đã đi qua nhưng nó là minh chứng cho chúng ta. Ví dụ như là Bitcoin. Nếu như chúng ta đầu tư lúc bà nhờ một bit đó là 100 đô thì 500 đô đó các anh chị sẽ sở hữu được là 500 bit. Nhưng bây giờ một Bitcoin nó khoảng đâu đó khoảng 1 tỷ, đúng không anh chị? Vậy thì 500 bit đó đã trở thành bây giờ là 5 tỷ, đúng không anh chị? Đó, vậy thì từ 12 triệu mà nó sinh ra thành ra bao nhiêu? 5 tỷ cũng là con số đáng mơ ước, đúng không anh chị? Hay là các anh chị đầu tư vào các doanh nghiệp trước IPO, ví dụ như là Facebook đi. Năm 2009, một cổ phần của Facebook là nó khoảng 1 đô. Nếu như các anh chị đầu tư là 500 đô, các anh chị sở hữu được bao nhiêu? 500 cổ phần. Và bây giờ một cổ phần của Facebook nó đang có trị giá là bao nhiêu ạ? Khoảng 300 đô. Thì 500 cổ phần đó bây giờ nó tăng lên thành bao nhiêu? 150.000 đô. 12 triệu nó cũng tăng lên gần 4 tỷ. Đó. Nên là không phải là không có cơ hội đầu tư, mà chỉ quan trọng là các anh chị có đi tìm kiếm nó hay không. Nhưng mà Viết Anh tin một điều rằng nếu như các anh chị có ý thức tích lũy tiền thì cơ hội nó sẽ xuất hiện với các anh chị. Các chị ạ. Tiếp theo là gì ạ? Đối với những người giàu thì khi mà họ chưa giàu thì họ đơn giản hóa cuộc sống của họ. Họ chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Nhưng mà với những người nghèo thì sao? Họ tiêu đủ thứ. Họ mua đủ thứ để thỏa mãn cuộc sống của họ. Đó. Còn đối với người giàu khi có tiền thì sao? Họ bắt đầu tiêu tiền, họ tưởng thưởng. Nhưng đối với những người nghèo thì sao? Sau khi họ tiêu đủ thứ xong, họ bắt đầu mới tiết kiệm. Nhưng mà họ tiết kiệm là những thứ là không chủ đích. Đấy. Vậy thì cái công thức làm giàu của người giàu ở đây là gì? Đó là họ kiếm tiền, họ tiết kiệm, sau đó là họ ưu tiên cho đầu tư. Và đây chính là gì ạ? Đây chính là cách làm giàu của người giàu. Còn với những người nghèo thì như thế nào? Họ cũng kiếm tiền, họ tiết kiệm, nhưng mà lại họ ưu tiên cho cuộc sống. Chính vì cái nhận tư duy vận hành tiền khác nhau mà nó tạo nên sự giàu có khác nhau đấy anh chị. Vậy nên đối với những người giàu thì tư duy của người giàu đó là gì ạ? Gia tăng về tài sản. Còn tư duy của người nghèo đó là gia tăng về thu nhập. Đó. Bí quyết quản lý tiền thông minh. T.H. Eker là một diễn giả nổi tiếng thế giới và là tác giả của quyển sách đó là gì ạ? Bí mật tư duy triệu phú. Ông có chia sẻ cho chúng ta là cái bí quyết để quản lý tiền thông minh thông qua 6 cái lọ như thế này. Cái lọ thứ nhất đó là gì ạ? Sau khi mà các anh chị, cái lọ đầu tiên đó là chi tiêu cần thiết, thì các anh chị sẽ trích ra bao nhiêu? 55% hàng tháng để các anh chị cho vào cái quỹ này. Vậy thì cái quỹ này dùng để làm gì? Để chúng ta chi tiêu những thứ cần thiết trong cuộc sống, như là ăn uống đi lại, học hành con cái, hay là ma chay hiếu hỉ, thì tất cả nó đều nằm ở cái quỹ này. Cái quỹ thứ hai đó là tiết kiệm dài hạn. Thì các anh chị cũng trích ra 10% thu nhập hàng tháng để các anh chị cho vào cái quỹ này. Vậy thì cái quỹ này dùng để làm gì? Ví dụ như là các anh chị có kế hoạch các anh chị mua một cái điện thoại, hay là các anh chị có kế hoạch các anh chị mua một cái ô tô, hay là các anh chị có kế hoạch để xây cho mình một ngôi nhà, thì các anh chị sẽ dùng trong cái quỹ này. Thì cái quỹ này là gì ạ? Dùng để phục vụ nhu cầu thiết yếu trọn đời cho chúng ta. Đó. Cái quỹ thứ ba đó là quỹ giáo dục. Thì các anh chị cũng trích ra 10% thu nhập hàng tháng để cho vào cái quỹ này. Và cái quỹ giáo dục này là cái quỹ dành cho chính các anh chị, chứ không phải là dành cho con cái của anh chị. Con cái của anh chị thì nó đã nằm ở gì ạ? Ở cái chi tiêu cần thiết này rồi. Mà các anh chị cũng biết là gì?
đầu tư vào giáo dục là một trong những đầu tư cực kỳ thông minh. Thì các anh chị có thể dùng quỹ này ra để làm gì ạ? Các anh chị mua những quyển sách hay để các anh chị đọc. Hay là các anh chị mua các khóa học online, offline của các diễn giả Việt Nam hay là diễn giả trên toàn thế giới. Đó. Và cái quỹ thứ tư đó là quỹ hưởng thụ. Anh chị cũng trích ra 10% thu nhập hàng tháng cho vào quỹ này. Và những người giàu, những người thành công họ ý thức là gì ạ? Sau một khoảng thời gian kiếm tiền thì họ cũng cần phải tưởng thưởng để tái tạo năng lượng, để cuộc sống của họ thăng hoa hơn. Vậy thì có thể là một tháng các anh chị gì ạ? Tự thưởng cho mình một cái bữa ăn sang trọng ở một cái nhà hàng nào đấy. Hay là 3 đến 6 tháng các anh chị tự thưởng cho mình một cái chuyến du lịch ở đâu đó. Thì các anh chị sẽ dùng ở cái quỹ này. Cái quỹ tiếp theo đó là quỹ tự do tài chính. Thì các anh chị cũng trích ra 10% cho cái quỹ này. Và cái quỹ này là không dành cho việc chi tiêu mà nó chỉ ưu tiên cho việc duy nhất, đó là gì ạ? Đầu tư. Thì các anh chị sẽ đầu tư vào những hạng mục mà nó sinh ra lợi nhuận cho anh chị. Ví dụ như đang ít thì các anh chị có thể gửi sổ tiết kiệm. Còn nếu như nó nhiều lên một chút thì các anh chị có thể là đầu tư vào bất động sản, sau đó cho thuê. Hay là các anh chị đầu tư vào các doanh nghiệp để nắm giữ cổ phần, để các anh chị nhận là cổ tức hàng năm. Đó. Cái quỹ thứ 6 đó là quỹ từ thiện. Thì các anh chị cũng trích ra 5% thu nhập hàng tháng các anh chị cho vào cái quỹ này. Quỹ từ thiện nó cũng chính là cái quỹ cho đi. Các anh chị cho đi là các anh chị cho những người người thân yêu của mình, những người các anh chị yêu mến, ví dụ như bố mẹ mình, bạn bè mình. Hay là các anh chị đi từ thiện thì càng tốt. Cho đi là nhận lại. Cái khái niệm này thì trước đây ấy, là Việt Anh cũng không hiểu. Việt Anh cứ nghĩ là gì ạ? Mình cho đi xong người ta giúp lại mình thì đấy là mình nhận lại được. Nhưng thực ra thì lại không phải như vậy. Thì qua một cái câu chuyện như thế này, các anh chị sẽ hiểu hơn về cái ý nghĩa của nó. Đó là có một cái câu chuyện là có một cái anh chàng này nhà rất giàu. Nhưng anh ta lại có một cái nhược điểm là tiêu xài rất hoang phí. Nhưng mà trong một cái chuyến đi công tác ở Tây Bắc, ở vùng miền núi, thì anh ta nhìn thấy các cháu ở đấy rất là khổ sở, rất là vất vả, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Và anh ta đã động lòng trắc ẩn, anh ta đã mua mì tôm, quần áo và những cái thứ cần thiết để tặng cho các cháu ấy. Và sau cái chuyến công tác đó, anh ấy có một cái suy nghĩ là anh ấy sẽ trích ra một số tiền nào đó để hàng tháng, hàng năm anh ta đi từ thiện. Và từ khi mà anh ấy có ý thức tiết kiệm như vậy thì anh ấy không còn bị thói quen là tiêu xài hoang phí nữa. Và từ khi mà anh ấy không còn tiêu xài hoang phí nữa thì anh đã kiếm được rất nhiều tiền các chị ạ. Và đó chính là ý nghĩa của sự cho đi để nhận lại được. Đó. Vậy thì chúng ta phân bổ như thế nào đây? Nếu như các anh chị đang làm công ăn lương mà lương của chúng ta là lương cố định theo tháng thì các anh chị cứ lấy lương về là các anh chị chia theo các quỹ này. Còn nếu như các anh chị làm lương không cố định thì cứ có khoản nào, ví dụ như hôm nay các anh chị có một khoản là 20 triệu hay là các anh chị có một cái khoản 100 triệu thì về một cái là các anh chị cũng chia vào các lọ như này theo cái tỷ lệ như thế này. Đó. Nhưng mà trong 6 cái lọ này thì nó có hai cái lọ mà Việt Anh cảm thấy vô cùng quan trọng. Đó chính là quỹ giáo dục và quỹ tự do tài chính. Bởi vì theo Nelson Mandela đã từng nói là gì ạ? Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để giúp bạn thay đổi thế giới. Cá nhân thì không thể thay đổi cá nhân, mà phải có giáo dục thì mới thay đổi được cá nhân. Nên là gì ạ? Các anh chị cần phải đầu tư vào chính bản thân mình. Các anh chị muốn kiếm được nhiều tiền thì các anh chị phải nâng cái khả năng chứa tiền của mình lên. Mà muốn nâng được khả năng chứa tiền của mình lên thì phải thông qua giáo dục thì mới làm được điều đấy các anh chị ạ. Cái tiếp theo đó là quỹ tự do tài chính. Thì ông Warren Buffett đã từng nói là gì ạ? Nếu như bạn không có khả năng kiếm tiền ngay kể cả lúc bạn ngủ thì bạn sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết. Nên là các anh chị phải học cách quản lý, học cách vận hành tiền thì mới giúp cho chúng ta gì ạ? Tự do về tài chính được. Thì cái quỹ này có thể lúc đầu nó không nhiều, nhưng mà cái quỹ này chỉ ưu tiên cho một việc duy nhất, đó là đầu tư. Chính vì vậy nếu như các anh chị làm đúng đủ đều kỷ luật thì Việt Anh tin một điều rằng là cái quỹ này nó sẽ cực kỳ lớn. Vậy nên là nếu như anh chị nào chưa có một cái cách quản lý tiền thông minh thì có thể học theo cái cách của ông TH Ecker này. Việt Anh tin là nếu như các anh chị làm đúng đủ đều kỷ luật thì sao ạ? Cái cuộc sống tài chính của anh chị chắc chắn nó sẽ thịnh vượng các chị ạ.
Và tiếp theo thì Việt Anh muốn chia sẻ với các anh chị đó là bí quyết thành công của những người giàu. Thành công thì nó luôn luôn có phương pháp đúng không chị? Thất bại thì nó có nguyên nhân. Vậy thì bí quyết thành công của những người giàu là như thế nào? Thứ nhất, cái đầu tiên là chúng ta phải muốn trở thành người như thế nào? Đối với những người thành công thì cái tính chọn của họ vô cùng lớn. Họ định vị họ trở thành người như thế nào? Đó. Và cái thứ hai là ai là hình mẫu trong những người đó? Thành công thì luôn để lại dấu vết. Ví dụ như các anh chị muốn trở thành một ngôi sao bóng đá thì lấy hình mẫu là gì ạ? Ronaldo. Các anh chị muốn trở thành một siêu sao về ca nhạc, có thể là Sơn Tùng MTV hay là Đàm Vĩnh Hưng. Hay là các anh chị muốn trở thành một gì ạ? Một doanh nhân thì lấy gương của bác gì ạ? Phạm Nhật Vượng. Đấy chị. Đó. Và cái thứ ba đó là những cái công cụ nào để giúp họ trở nên giàu có. Đúng không chị? Đấy. Thì theo cái kim tứ đồ của Robert Kiyosaki thì trong xã hội chúng ta thì có 4 nhóm người tạo ra tiền. Nhưng mà trên thực tế thì được chia thành 3 tầng lớp. Đó là nghèo đói, trung lưu và giàu có. Nghèo đói và trung lưu thì chiếm bao nhiêu? 90%. Còn giàu có thì nó chiếm bao nhiêu? 10%. Vậy thì để trở nên giàu có, để trở nên tự do tài chính, nó chỉ đơn giản là chúng ta lựa chọn cho chúng ta một công cụ, một phương tiện để chúng ta đi từ điểm này sang điểm kia. Mà ở đây Việt Anh tạm gọi nó chính là gì ạ? Nó chính là đầu tư. Đó. Đầu tư là lên một kế hoạch để chúng ta đi từ điểm A sang điểm B. Và trong đó bao gồm nó có gì ạ? Bao gồm có trí tưởng tượng. Bao gồm có trí tưởng tượng, tư tưởng, tư duy và kiến thức. Trí tưởng tượng và tư tưởng nó như thế nào? Ví dụ như ở đây, người Do Thái có một câu rất là hay, đó là gì ạ? Bạn sẽ không bao giờ có được thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra. Giống như bây giờ chúng ta muốn mua nhà mà chúng ta không tưởng tượng ra được ngôi nhà thì chúng ta sẽ không mua được cái ngôi nhà đấy. Đúng anh chị? Hay là người Do Thái cũng có một câu rất hay như thế này, thế này. Người nghèo thì nhìn tiền bằng mắt thường, còn người giàu thì nhìn tiền bằng trí tưởng tượng. Lúc đầu thì Việt Anh cũng không hiểu cái câu này, nhưng Việt Anh sẽ lấy một cái ví dụ này để giúp cho anh chị hiểu hơn này. Ví dụ như bây giờ các anh chị có 1 tỷ, các anh chị mua một mảnh đất. Khi nó tăng lên 2 tỷ thì các anh chị sẽ bán đi, thì đó là tư duy của những người bình thường. Nhưng mà tư duy của người giàu thì như thế nào? Họ không bán đi mà họ lại đầu tư thêm để họ xây khách sạn. Sau đó lại họ cho thuê. Và hàng tháng đem về dòng tiền cho họ là 100 triệu một tháng. Thì sau 5 năm thì số tiền cho thuê đó nó đã bù được vào số tiền họ mua đất và bù được toàn bộ chi phí để xây khách sạn đó. Và sau 5 năm họ có nguyên một cái dòng tiền là 100 triệu một tháng. Bên cạnh đấy cái đất đó nó không phải là 1-2 tỷ nữa, mà cái đất đó nó đã là 10 tỷ, 20 tỷ. Vậy thì những người giàu ấy, họ đã nhìn thấy cái tưởng tượng, họ đã nhìn thấy tiền của họ là 5 năm sau đấy anh chị. Đấy, thì đó chính là diện trí tưởng tượng của những người giàu. Nên có một câu rất hay các anh chị nhớ, đó là người nghèo thì nhìn tiền bằng mắt thường, còn người giàu thì nhìn tiền bằng trí tưởng tượng. Vậy thì cái tư tưởng tư duy ở đây là như thế nào nữa? Đối với những người nghèo thì đứng trước cơ hội thì họ luôn luôn sợ hãi và do dự. Và cái điều đặc biệt là gì ạ? Họ luôn luôn nhìn vào cái rủi ro. Luôn luôn nhìn vào rủi ro. Đấy. Có một câu cũng hay như thế này anh chị này. Người tích cực thì nhìn thấy gì ạ? Cơ hội trong rủi ro. Còn đối với những người tiêu cực thì nhìn cơ hội đâu cũng thấy rủi ro. Đấy. Nên tư duy của những người nghèo là họ luôn hoàn toàn chỉ nhìn vào những cái rủi ro thôi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là gì? Họ làm theo số đông. Họ hoàn toàn làm theo số đông. Và đặc biệt là gì? Họ rất giỏi lý thuyết. Cái gì họ cũng biết, nhưng mà trên thực tế thì họ chẳng biết gì các anh chị ạ. Đấy. Nhưng mà với những người giàu thì sao? Những người giàu thì họ lại cực kỳ can đảm và chịu mạo hiểm. Tại vì họ biết một điều rằng tất cả những thành tựu đến được là từ sự mạo hiểm. Và khi mà đứng trước cơ hội thì họ chỉ nhìn vào cái lợi ích của cơ hội đó, là cái cơ hội đó đem được những điều gì cho họ, và họ lựa chọn nó. Và cái điều đặc biệt là gì? Họ hành động để hoàn toàn ngược đám đông. Ông Warren Buffett cũng có một câu rất hay là gì?
Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy biết sợ hãi khi người khác tham lam. Nên là những người giàu, những người thành công hành động hoàn toàn ngược số đông. Và cái điều đặc biệt là những người thành công là những người rất giỏi hành động. Khi mà họ nhìn thấy cơ hội kiếm tiền phát là gì ạ? Họ tập trung hoàn toàn vào, họ hành động quyết liệt để biến cơ hội đó trở thành hiện thực. Nhưng mà sao ạ? Người nghèo lại khác. Thôi để chờ họ làm xem có kết quả không hãy làm. Đúng không ạ? Nhưng mà khi đã có kết quả rồi thì bạn ở đâu đây? Đúng không anh chị? Đấy. Vậy thì kiến thức, kinh nghiệm, tài chính dư giả nó như thế nào? Thì có hai quyển sách mà các anh giới thiệu với anh chị, đó là Người giàu có nhất thành Babylon. Và quyển sách thứ hai đó là Nghĩ giàu làm giàu. Thì trong hai quyển sách này có dạy cho các anh chị đó là gì ạ? Tiết kiệm và đầu tư. Đó. Cái quyển sách Người giàu có nhất Babylon nãy các anh nói rồi ạ. Chúng ta trích ra 10% thu nhập hàng tháng và dùng số tiền đó dịch chuyển sang đầu tư. Chỉ cần làm đều đặn kỷ luật như vậy thì sao? Các anh chị cũng sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà cái điều quan trọng là tiết kiệm được rồi, nhưng mà đầu tư vào đâu đúng không anh chị? Đầu tư vào đâu mới là quan trọng đúng không anh chị? Và nãy Việt Anh có nói với anh chị đó là gì ạ? Thành công thì luôn để lại dấu vết. Thành công luôn để lại dấu vết. Vậy thì các anh chị muốn thành công ở lĩnh vực nào thì hãy tìm cho mình một hình mẫu. Vậy thì nếu các anh chị muốn trở thành một doanh nhân, một người giàu có, thì Việt Anh sẽ bật mí cho anh chị một trong những hình mẫu. Đó là người, một trong những hình mẫu của thế kỷ 21 về đầu tư. Đó chính là huyền thoại ông Warren Buffett. Năm 1956 thì ông Warren Buffett đã khởi nghiệp với lại 100 đô. Trước đây ấy, Việt Anh cứ nghĩ là gì? Trước đây Việt Anh cứ nghĩ là đầu tư phải cần nhiều tiền, ít tiền làm sao đầu tư được. Nhưng mà với ông Warren Buffett, ông đã khởi nghiệp là 100 đô. Đến năm 1986 thì từ 100 đô nó đã tăng lên là 25 triệu đô. Và đến năm 2004 thì con số này đã tăng lên là 42,9 tỷ đô. Và đến tháng 3 năm 2021 thì nó đã cán mốc là 100 tỷ đô. Từ 100 đô nó tăng lên 100 tỷ đô anh chị ạ. Một con số vô cùng ấn tượng anh chị. Vậy thì ông ta làm gì? Ông ta làm cách nào mà tài sản nó lại tăng trưởng mạnh mẽ đến như vậy? Ông có bật mí là gì? Trong khi người khác đang tìm kiếm một công việc để gia tăng thu nhập, tôi không làm gì cả. Việc duy nhất tôi làm đó là dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn tới những nơi mạo hiểm và kiểm soát chúng. Sau một thời gian tôi trở nên giàu có hoặc thì không. Thì qua cái câu này thì Việt Anh cũng chợt nhận ra một điều, là nhìn sang những anh em bạn bè hay đồng nghiệp của mình, cứ vài năm họ lại trải nghiệm một công việc khác nhau với một mong muốn là tìm một công việc tốt hơn, một vị trí tốt hơn và một thu nhập tốt hơn. Vậy thì trên thực tế là gì ạ? Họ đang gia tăng về thu nhập. Nhưng mà cái vị huyền thoại này, ông ấy nói là gì ạ? Ông ấy không cần làm gì cả, ông chỉ là dịch chuyển tài chính từ nơi an toàn đến nơi mạo hiểm và kiểm soát. Và trên thực tế thì nếu như các anh chị để ý cũng thấy, đối với những người nghèo thì họ thích sự an toàn. Họ mang tiền vào ngân hàng họ gửi, hay là họ mua vàng để cất đi. Nhưng mà đối với những người giàu thì sao? Trong những lúc rối ren về tài chính thì sao? Họ vào ngân hàng, họ bỏ mang tiền ra, hay là họ mang vàng họ bán đi để họ dịch chuyển đầu tư sang cái nơi khác, và sau đó họ kiểm soát chúng. Đấy các chị ạ. Và ông khuyên thêm là gì ạ? Công việc chỉ cho bạn ổn định về lý thuyết, còn đầu tư mới cho bạn một thực tế thịnh vượng. Thì khi mà biết đến câu này thì các anh bắt đầu bực tỉnh. Là gì ạ? Công việc thì nó chỉ ngụy trang cho mình thôi. Nó chỉ ngụy trang cho mình thôi. Chỉ cần xảy ra bất kỳ một cái biến cố nào đó thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở nên nghèo đói. Nên ông khuyên là gì ạ? Chỉ có đầu tư mới mang cho chúng ta một thực tế về thịnh vượng. Thấy chị ạ? Và ông có một lời khuyên đó là gì? Chúng ta mua một công ty tuyệt vời với giá tương đối còn hơn là mua một công ty tương đối với giá tuyệt vời. Cái lời câu này có nghĩa là gì ạ? Ông ấy khuyên là khi mà chúng ta mua một cái gì đó thì cùng một số tiền chúng ta phải mua đúng giá trị của nó. Chứ chúng ta đừng mua gì ạ? Mua nghịch cái giá trị của nó là chúng ta không phải là nhà đầu tư thông minh.
Đấy. Và cái thứ hai nữa là khi bạn thấy một công ty chất lượng cũng được chào bán với một cái giá chiết khấu thì có nghĩa là bạn đã đào đúng mạch dầu. Và ở đâu đó có một câu mà với anh vẫn còn nhớ của ông Warren Buffett, đó là gì ạ? Cổ phiếu cũng giống như quần áo, hãy mua nó khi có chương trình ưu đãi. Khi có chương trình ưu đãi thì có rất nhiều người nói là lại có vấn đề rồi, đúng không ạ? Nhưng mà với những người giàu thì họ chỉ cần chờ những lúc đấy thôi. Nếu như các anh chị để ý mà xem, trong cái dịch Covid và gọi là biến động về tài chính như thế này ấy, người giàu họ đầu tư rất nhiều. Tại vì họ biết rằng là lúc đó là lúc gì ạ? Cái tài sản cái giá trị là thấp nhất. Và họ mua lúc mà tài sản giá trị thấp nhất. Và họ đã chính là nhận đào đúng mạch dầu. Đấy các anh chị nhá. Và ở đây có một cái câu nói là gì ạ? Nếu bạn có được một kết luận logic dựa trên những phán đoán hợp lý thì bạn không nên lùi bước vì những người khác không tán thành. Bạn không đúng hoặc sai bởi người khác không đồng ý, mà bạn đúng bởi số liệu và lập luận mà đúng. Người nghèo gì ạ? Hành động theo hệ số đông. Nhưng mà huyền thoại đầu tư này khuyên chúng ta là gì ạ? Khi bạn đã có một kết luận logic thì không cần phải nghe ai cả. Chỉ có bạn mới quyết định được cuộc đời bạn. Và những thị trường khác thì Viết Anh không biết, nhưng riêng thị trường đầu tư thì số đông luôn sai. Và qua những cái trải nghiệm Viết Anh thấy là gì ạ? Đối với những nhà đầu tư mới thì họ quan tâm quá nhiều vào thông tin. Chính vì quan tâm quá nhiều thông tin như vậy thì họ bị ảnh hưởng. Ví dụ như họ lên YouTube này, họ nghe đài báo TV này, rồi sau đó họ quyết định theo số đông. Đấy. Nhưng mà ông Warren Buffett là gì ạ? Chúng ta không được nghe số đông. Bởi vì dạo những người thành công, những người giàu chỉ chiếm có 5% thôi. Mà bây giờ các anh chị muốn trở nên giàu có mà các anh chị lại nghe cái số 95% kia thì làm sao các anh chị trở nên giàu có được, đúng không anh chị? Nên các anh chị muốn trở nên giàu có thì các anh chị chỉ tin vào chính bản thân mình. Khi mà số liệu và lập luận của các anh chị thấy đúng thì các anh chị cứ mạnh dạn quyết tâm mà đưa ra quyết định các anh chị nhé. Đó. Và thần tượng thứ hai đó chính là Robert Kiyosaki. Có một câu như thế này cũng rất hay này. Doanh nhân là người được tạo ra để giải quyết các vấn đề. Thì ở đây ông Robert Kiyosaki cũng nói là gì ạ? Thế giới này có rất nhiều vấn đề. Chỉ cần bạn giải quyết được một cái vấn đề đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả các tỷ phú, triệu phú đô la đều tự mình giải quyết các vấn đề hoặc là tài trợ cho những người có phát minh giải quyết được các vấn đề xã hội. Vậy thì lời khuyên của ông ở đây là gì? Nếu như các anh chị không thể tạo ra được một cái gì đó được thay đổi được thế giới thì các anh chị hãy góp vốn tài trợ cho những người có phát minh đấy. Hay là ông chủ Hyundai có một câu rất hay như thế này. Không phải ai cũng có khả năng tạo ra doanh nghiệp tỷ đô. Nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội được sở hữu doanh nghiệp tỷ đô thông qua vấn đề là nắm giữ cổ phần. Đấy các chị nhá. Và có một cái câu hỏi như thế này mà nó làm cho Viết Anh rất là chăn trở. Đó là gì? Nếu ngày mai bạn không đi làm nữa thì gia đình bạn sẽ như thế nào? Gia đình bạn sẽ duy trì cuộc sống được trong bao lâu? Viết Anh biết một điều rằng là rất ít anh chị đã từng đặt ra câu hỏi này. Viết Anh trước đây cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà biết đến câu này thì Viết Anh cực kỳ chăn trở. Và Viết Anh nghĩ rằng là nếu như vẫn đơn thuần đi làm cái công việc trước đây, làm công ăn lương chẳng hạn, và khi mà một cái biến cố nào đó xảy ra như là chiến tranh, dịch bệnh, thì ngay lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Vậy thì khi mà mình không còn thu nhập nữa thì cuộc sống gia đình mình nó sẽ như thế nào? Tại sao những người giàu họ lại có sự chuẩn bị kỹ càng cho họ và cho nhiều đời sau như vậy? Và họ làm cách nào mà lại làm được điều đó? Và Viết Anh đã đi tìm câu trả lời. Trước đây thì Viết Anh cứ nghĩ là gì ạ? Đầu tư là đầu tư, kinh doanh là kinh doanh. Nhưng mà theo quan điểm của Robert Kiyosaki thì đầu tư cũng chính là kinh doanh. Và chúng ta hãy kinh doanh một cái gì đó mà không cần có mặt của chúng ta. Đó. Và ông khuyên ở đây là gì? Chúng ta đầu tư vào các doanh nghiệp, nắm giữ cổ phần
hay là chúng ta đầu tư vào những dạng bất động sản cho thuê để phát sinh thu nhập, hay là chúng ta đầu tư vào bất kỳ một cái thứ nào đó có giá trị, tạo ra thu nhập và có khả năng tăng giá thị trường. Và ở đây ông bật mí là gì? Tôi mua những công ty vừa mới cổ phần hóa và chấp nhận mạo hiểm cao. Tôi đã từng mua là 100.000 đô, à 100.000 cổ phần với giá là 0,25 đô trên cổ phần. 6 tháng sau thì giá một cổ phần đã tăng lên 2 đô. Nếu như công ty được quản lý tốt thì nó có thể tăng lên 20 đô. Có những lúc là gì ạ? 25.000 đô của tôi lên đến 1 triệu đô trong vòng 1 năm. Nếu như chúng ta đi làm thuê bình thường hay chúng ta kinh doanh một cái gì đấy thì để có tài sản 1 triệu đô thì điều đó rất khó các anh chị. Nhưng nếu như các anh chị biết vận hành tiền, biết nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng thì các anh chị không cần phải làm gì cả. Từ cái số tiền đó của anh chị nó sẽ tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Đó. Và ở đây ông cũng nói là gì ạ? 300 năm trước đất đai là của cải. Có đất là có vàng. Nhưng nay là thời đại thông tin. Ai là những người có thông tin đúng nhất thì người đã sẽ trở nên giàu có. Các đa triệu phú đang tăng một cách đầy bí ẩn, đầy ấn tượng. Tuy nhiên không ít người đã bỏ lại phía sau. Thì nếu như anh chị để ý là gì ạ? Cái thời địa chủ thì ai nhiều đất thì người đấy sẽ trở nên giàu có. Và đến thời đại công nghiệp thì ai sở hữu nhiều nhà máy, ai sở hữu nhiều công ty thì người đấy trở nên rất giàu có. Nhưng mà thời đại thông tin bây giờ thì ai là người nắm bắt thông tin nhanh thì người sẽ trở nên giàu có. Các anh chị cứ để ý là có rất nhiều các bạn trẻ trở nên triệu phú đô la mà họ không sở hữu bất kỳ một doanh nghiệp nào. Thì các anh chị mới thấy rằng là thời đại thông tin thì ai nắm bắt thông tin nhanh, đúng nhất thì người đã trở nên giàu có. Nhưng mà cũng có một số người bị bỏ lại phía sau vì không thích nghi được. Chính vì không sự thích nghi thì đã bị bỏ lại phía sau. Và ông cũng cho biết là sự hoài nghi có cái giá quá đắt. Chỉ vì nghi ngờ bám víu mà an toàn, sự an toàn mà họ nghèo mãi. Chỉ đơn giản là những người nghèo thì họ xích sự an toàn. Họ luôn luôn nhìn vào cái gì ạ? Tính rủi ro của dự án. Nên họ nhìn đâu cũng thấy rủi ro. Chính vì vậy mà họ mãi mãi nghèo. Nên chúng ta học theo tư duy của những người giàu. Đó là gì ạ? Nhìn vào cái gương mặt tích cực. Xem là những cái cơ hội đó nó đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Nếu như nó đạt được những tiêu chí thì chúng ta quyết định đầu tư. Đó. Và có một câu như thế này của người Do Thái cũng rất là hay này. Cơ hội thì đến với mọi người là như nhau, nhưng nó chỉ ở lại với những người đã có sự chuẩn bị. Có rất nhiều người tâm sự với anh là tại sao những người giàu thì họ rất nhiều cơ hội, mà trong khi đấy chúng ta những người nghèo thì không phải không có. Trên thực tế thì nó không phải như vậy các anh chị ạ. Cơ hội thì nó đến mọi người như nhau. Nếu như các anh chị để ý trong quá khứ của mình, có những thời điểm cơ hội nó đi qua mình mới biết đó là cơ hội. Vậy thì tại sao cơ hội nó vụt qua mà các anh chị không biết? Nó chỉ đơn giản là các anh chị không có sự chuẩn bị. Khi có cơ hội đến, các anh chị không tìm hiểu nó. Nó giống như một căn phòng ấy. Những cái gì nó ở trong căn phòng thì chúng ta không thể biết được. Chúng ta muốn biết được thì chúng ta phải đạp tung cái cánh cửa ra thì chúng ta mới biết được ở bên trong. Nên cơ hội nó đến với chúng ta rất khẽ. Chúng ta phải cực kỳ tinh tế chúng ta mới nhận được cơ hội, các anh chị ạ. Và ở đây là một vài những minh chứng mà Viết Anh có thể chia sẻ với anh chị. Đó là tỷ phú người Nhật, đó là Masashi Son. Thì năm 2000 ông ta đầu tư là 20 triệu đô vào Alibaba. Và từ 20 triệu đô đó đã tăng lên bao nhiêu? 138 tỷ đô. Tỷ suất lợi nhuận là nó tăng lên 6.900 lần. 1 đô nó tăng lên khoảng 6.900 đô. 24.000 nó tăng lên tầm khoảng là gì ạ? Gần 150 triệu. Ấn tượng không anh chị? Quá ấn tượng đúng không ạ? Còn đối với ở Việt Nam thì ông Trương Gia Bình ông ấy khoe là gì ạ? Khi mà FPT lên sàn chứng khoán thì ông ấy có là 200 triệu phú đô la. 200 triệu phú đô la. Lái xe cũng có tiền cho con đi du học. Hay là gì ạ? Cái công ty Quang học Sunny ở Trung Quốc thì đạo công nhân bảo vệ cũng có cơ hội được trở thành triệu phú. Trước đây thì Viết Anh cứ nghĩ là gì ạ? Con quan thì sẽ làm quan. Mình nghèo thì làm gì có cơ hội giàu có. Nhưng đây chính là những minh chứng để bẻ gãy cái suy nghĩ đó. Tất cả chúng ta sinh ra là giống nhau. Chúng ta đều có quyền trở nên giàu có.
Nhưng cái quan trọng nhất là cái tư duy của chúng ta có thay đổi hay không. Khi cơ hội nó xuất hiện, chúng ta có nắm bắt nó hay không, các anh chị nhé. Và đây là ông Lý Gia Thành. Ông ấy chia sẻ là gì ạ? Ông ấy đầu tư 40 triệu đô vào Zoom, và sau 7 năm nó tăng lên 11 tỷ đô. Và nó ăn đứt là mấy chục buôn ba của ông ấy. Kinh doanh thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Bạc tóc ra. Nhưng mà tiền chúng ta biết vận hành, đầu tư đúng chỗ, chúng ta không cần phải làm gì cả. Tiền nó tự sinh sôi nảy nở. Đó. Và ông Warren Buffett có một câu là gì ạ? Nếu như chúng ta không biết vận hành tiền, chúng ta không thể kiếm tiền ngay kể cả lúc chúng ta ngủ, thì chúng ta sẽ phải kiếm tiền suốt đời. Và ở đây đó, nếu như chúng ta không biết đầu tư, thì chúng ta sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết, các chị nhé. Đó. Và có một câu mà Việt Anh muốn gửi gắm với tất cả anh chị, đó là gì? Đầu tư cổ phần trước IPO là con đường dẫn tới tự do tài chính và hạnh phúc viên mãn. Qua tất cả những trải nghiệm của Việt Anh, từ mất mát, từ những cái có được, thì Việt Anh thấy rằng là đầu tư vào doanh nghiệp trước IPO là con đường ngắn nhất để giúp cho những người thu nhập thấp như Việt Anh trước đây đều có cơ hội trở nên giàu có. Đó. Vậy thì những cái công cụ mà người giàu dùng ở đây là gì? Thì vừa rồi Việt Anh bật mí các chị đó gì ạ? Họ dùng đòn bẩy IPO. Và cái thứ hai đó là gì ạ? Họ có tiêu chí để đầu tư. Đầu tư người ta ví như một canh bạc ấy. Nếu như đầu tư mà không có kiến thức thì không khác gì đánh bạc. Nhưng nếu như đầu tư mà có kiến thức thì chúng ta lại trở thành những nhà đầu tư thông minh. Đấy. Vậy thì những tiêu chí đầu tư ở đây là gì? Cái thứ nhất đó là sản phẩm công nghệ nó mang tính xu hướng xã hội không? Tại vì đối với một doanh nghiệp thì sao ạ? Sản phẩm nó chính là linh hồn của một doanh nghiệp. Sản phẩm đó là phải có xu hướng đáp ứng được nhu cầu của xã hội, giải quyết được nỗi đau của xã hội, thì xã hội mới đón nhận, thì kinh doanh nó mới thành công. Đúng không chị? Cái thứ hai nữa đó là gì ạ? Nhà sáng lập. Thành công hay thất bại là do con người này. Tại vì sản phẩm thì có thể thay đổi được, nhưng con người thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý xem là cái nhà sáng lập này họ có tài đức hay không. Đó. Họ gì ạ? Họ có tâm huyết với doanh nghiệp của họ hay không. Tại vì với những cái trải nghiệm mất mát của Việt Anh thì Việt Anh thấy là gì ạ? Đa số là những người sáng lập, chủ tịch là toàn ẩn danh thôi. Đấy. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về con người sáng lập. Tại vì Việt Anh thấy là gì ạ? Nếu như mà chúng ta lựa chọn được một con người có tâm, có tài, có đức, chúng ta đi cùng, thì cái tỷ lệ thành công của chúng ta cực kỳ cao. Nhưng nếu mà cái người đó không có tài đức thì chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Đó. Cái tiếp theo đó là về tính pháp lý. Có rất nhiều người đi đầu tư quan tâm đến mình an toàn, nhưng mà lại ít khi quan tâm xem là cái doanh nghiệp đó nó có an toàn hay không. Nên là cái tính pháp lý của một doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Thì đối với doanh nghiệp cổ phần thì Việt Anh thấy rằng chỉ cần đáp ứng được hai cái tiêu chí này là ok. Thứ nhất là trong quá trình phát hành cổ phần thì cần phải được giám sát bởi một cơ quan tài chính độc lập. Nếu mà không được kiểm soát như vậy thì nó giống như tiền ấy. Chúng ta in vô tội vạ. Nếu mà in vô tội vạ như vậy thì nó sẽ bị mất giá trị. Nên cần phải có một cái đơn vị độc lập đứng ra kiểm soát trong quá trình kêu gọi vốn và phát hành cổ phần. Và cái tiếp theo đó là gì? Đã là liên quan đến cái vấn đề là gì? Kinh doanh. Đã liên quan đến kinh doanh thì cần phải có báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính ở đây ấy, là không phải là báo cáo tài chính nội bộ các anh chị nha. Tối thiểu phải là báo cáo tài chính là trong nước, nhưng mà phải cơ quan độc lập. Còn nếu như có báo cáo tài chính quốc tế thì càng tốt. Đó. Cái yếu tố tiếp theo đó là quyền lợi và tính thời điểm. Thì các anh chị sẽ để ý là gì? Đa số những người tham gia vào thị trường đầu tư mất tiền bởi vì quá quan tâm vào lợi nhuận. Chính vì quan tâm vào lợi nhuận là bị lợi nhuận nó rớt mũi nên hay bị mất tiền. Nhưng mà lợi nhuận thì phải để cuối cùng. Sau khi chúng ta đánh giá được những yếu tố kia
thì chúng ta mới quan tâm được cái lợi nhuận là chúng ta được cái gì. Và cái thời điểm đầu tư nó cũng rất quan trọng. Đối với những cái thị trường khác thì Viết Anh không nói, nhưng đối với thị trường tài chính thì thời điểm cực kỳ quan trọng. Đôi khi ra vào hợp lý nó cũng tránh mất tiền. Nhưng mà đối với doanh nghiệp cổ phần thì chúng ta cũng cần phải tìm cái thời điểm. Nhưng mà Viết Anh thấy rằng là cái thời điểm tốt nhất để đầu tư đó là khi bạn đưa ra quyết định. Khi bạn đưa ra quyết định bước chân vào thị trường tài chính thì sao ạ? Không ai tự nhiên trưởng thành mà không một vài lần thất bại. Vậy thì chúng ta thành công khi ạ? Khi chúng ta bước chân vào thì thị trường nó sẽ giáo dục, nó sẽ dạy cho chúng ta để có được những cái bài học. Đấy, nên cái thời điểm đầu tư tốt nhất theo quan điểm cá nhân của Viết Anh đó là thời điểm các chị bước chân vào thế giới đầu tư. Tại vì nếu như không bước chân vào thế giới đầu tư thì các chị dạng không biết vận hành tiền. Mà không biết vận hành tiền thì chúng ta sẽ phải kiếm tiền cho đến lúc chết. Đó. Và trước khi mà kết thúc cái phần chia sẻ với anh thì có một câu nói với anh muốn gửi gắm cho tất cả các chị. Đó là gì? Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu như bạn chết đi trong nghèo khó thì đó là chính là lỗi của các chị. Đấy. Tại vì sao? Chúng ta là những người may mắn được sinh ra trên cuộc đời này. Đấy. Nhưng mà chúng ta không được phép lựa chọn cái nơi chúng ta sinh ra. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn nơi chúng ta đến. Và lúc nãy Viết Anh cũng cho các anh chị một vài minh chứng các chị nhìn thấy rồi. Tất cả chúng ta đều có quyền để trở nên giàu có. Cái quan trọng nhất là các anh chị có nỗ lực, có phấn đấu, có phát triển bản thân để chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi, để chúng ta bước đến một cái tầm cao mới hay không. Đấy. Chúng ta đã sinh ra là may mắn rồi. Chúng ta sống một cuộc đời tất nhiên là nghèo khó cũng được, nhưng nếu như giàu có thì tốt hơn. Nên là Viết Anh cũng chúc cho tất cả anh chị qua cái phần chia sẻ của Viết Anh ngày hôm nay, các chị có được những cái tư duy thêm về tài chính để các chị nâng cái khả năng chứa tiền của mình lên. Và cái điều đặc biệt là nếu như các chị muốn thực sự muốn trở nên giàu có thì các chị cần phải biết vận hành tiền, cần phải bước vào thế giới đầu tư càng sớm càng tốt. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ vừa rồi của Viết Anh. Nếu như phần chia sẻ vừa rồi của Viết Anh mà các chị nhận được một cái giá trị nào đó thì các chị có thể giơ tay Viết Anh xem được không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Em cảm ơn chị chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Viết Anh ạ. Cả nhà mình có thể dành một tràng pháo hoa thật lớn để cảm ơn sự chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Viết Anh không ạ? Và cảm ơn em rất là cảm ơn thay mặt 300 cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom thì xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Mai Viết Anh đã dành hơn một tiếng buổi tối tâm huyết để có thể chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm, trải nghiệm của anh đến với tất cả mọi người ạ. Và em tin chắc chắn rằng là tất cả anh chị, cô chú anh chị đây thì đều nhận được những cái giá trị vô cùng tuyệt vời ạ. Và nếu như quý cô chú anh chị chúng ta thấy những cái chia sẻ anh Viết Anh tuyệt vời, đừng quên là comment một hàng số 9 ạ, để cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của anh Viết Anh ạ. Bản thân em Hạnh thì đây cũng không phải là lần đầu tiên em Hạnh được nghe những cái tư duy như thế này. Trước kia khi mà làm truyền thống ấy thì mình luôn phải lo cái vòng vơ báo gạo tiền, nhưng mà từ khi bước chân vào thị trường đầu tư và được biết đến những cái tư duy tuyệt vời như thế này thì cuộc sống của em Hạnh đã hoàn toàn thay đổi vì ạ. Từ cái việc là phải luôn trong cái vòng là cơm áo gạo tiền thì đã trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, cũng như là túi tiền thì ngày một đầy hơn đó. Và em xin được tổng kết lại những cái nội dung chính mà hôm nay anh Viết Anh đã chia sẻ. Nội dung thứ nhất đó chính là công thức tài chính thành công C bằng R. Thông thường thì chúng ta thường 95% là mọi người hay chọn là hành động trước, sau đó mới đến kết quả. Nhưng mà người thành công, chỉ 5% người thành công họ chọn kết quả trước và sau đó họ biến kết quả đó thành mục tiêu, thành cái kim chỉ nam để dẫn họ đến thành công. Và cái nội dung thứ hai đó chính là cái tư duy khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu và người nghèo thì chúng ta xuất phát điểm đều giống nhau đúng không ạ? Đều là đi kiếm tiền. Nhưng
tư duy khác nhau thì sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Người giàu, tư duy của người nghèo thì là đi làm, tiết kiệm và mua tiêu sản. Còn tư duy của người giàu đó là đi làm, tiết kiệm tiền và họ ưu tiên cho đầu tư, họ ưu tiên để mua tài sản và nó lại tiếp tục tạo ra tài sản, tạo ra tiền và giúp họ ngày càng trở nên giàu có. Vậy thì chúng ta muốn trở nên giàu có thì không có một cách nào khác là chúng ta phải thay đổi cái tư duy của mình cũng như là học theo người giàu, đúng không ạ? Tức là nhỉ? Và cái cách đơn giản nhất đó chính là trích ra 10% thu nhập hàng tháng để bước chân vào đầu tư. Và đây cũng là cái bí mật của người giàu có nhất thành Babylon, đúng không ạ? Và cái nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ gia tăng tiêu sản, gia tăng tài sản, giảm tiêu sản, gia tăng thu nhập, giảm chi phí. Làm như thế nào để chúng ta càng nhiều tài sản thì chúng ta càng giàu, đúng không ạ? Và nội dung thứ ba, phần cuối chương trình đó chính là anh biết anh đã cho chúng ta thấy là rất là nhiều đầu tư chính là cái phương tiện để dẫn chúng ta đến giàu có, đúng không ạ? Và anh đã giới thiệu được ba cái thần tượng kiếm tiền của anh, ba tỷ phú trên thế giới, và họ cũng một đặc điểm chung đó là gì ạ? Họ dịch chuyển cái tài sản, dịch chuyển tiền của mình đến từ nơi an toàn đến nơi không an toàn và kiểm soát chúng, và quan trọng là họ luôn đầu tư, tập trung đầu tư vào giá trị, quý vị ạ. Và trong cái thị trường đầu tư này thì có rất nhiều những kênh đầu tư khác nhau, nhưng có một cái kênh đầu tư mà chúng ta nên chú ý, đấy chính là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp. Bởi vì khi mà đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những cái đòn bẩy giá cổ phần này, đúng không ạ? Đòn bẩy về dòng tiền, đúng không ạ? Và bên ngoài kia để có hàng trăm hàng nghìn những nhà doanh nghiệp. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được một cái doanh nghiệp tiềm năng để chúng ta đầu tư? Thì bắt buộc chúng ta cũng phải có những tiêu chí để lựa chọn. Thì nếu như quý vị chúng ta chưa có cái tiêu chí để lựa chọn những doanh nghiệp cho mình thì cũng có thể tham khảo 5 cái tiêu chí mà anh biết anh đã chia sẻ. Đó là gì ạ? Chính là cái sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó. Thứ hai là người sáng lập, ba là pháp lý, và thứ tư là quyền lợi và cái thời điểm để đầu tư. Và cái thời điểm tốt nhất chính là cái thời điểm là ra quyết định chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Và đó là toàn bộ cái nội dung của Zoom ngày hôm nay. Thì em hãy tin chắc chắn rằng là tất cả cô chú anh chị đây chúng ta đều nhận được rất nhiều giá trị và mong muốn được chia sẻ những cái giá trị mà mình nhận được sau cái buổi chia sẻ rất tuyệt vời của anh Việt Anh. Thì bây giờ ban tổ chức rất là mong muốn được nghe những cái chia sẻ của quý vị ạ. Em Hạnh đã nhìn thấy rất nhiều cái cánh tay giơ lên rồi ạ. Chắc chắn là buổi chia sẻ của anh Việt Anh hôm nay rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Em xin phép được mời anh Quang Vinh ạ. Ban tổ chức có thể mở mic cho anh Quang Vinh, đúng không ạ? Em mời anh ạ. Mời anh Quang Vinh. Không nghe rõ em nói không ạ? Em chào anh ạ. Em thấy anh mở hình rồi nhưng mà không biết anh có nghe rõ em nói không ạ? Dạ vâng, rất là vui được gặp tất cả các anh chị cùng với lại MC dẫn chương trình. Thì hôm nay cũng là cái buổi đầu tiên mà mình tham gia cái chương trình này, và cũng nhờ vào chị Su, chị làm cùng công ty, chị giới thiệu thì mình cũng lần đầu tiên biết được đến cái mô hình này. Thì thực ra thì trước kia thì mình cũng có đầu tư vào cái chứng khoán ngoại hối nhưng mà đều thất bại cả. Nên là nghe được cái chương trình này thì mình cũng rất là thú, cũng rất muốn nghe được nghe nhiều hơn và tìm hiểu sâu hơn về những cái mô hình như thế này. Dạ vâng, anh có thể chia sẻ một chút là qua cái bài chia sẻ của anh Việt Anh thì anh nhận được những cái giá trị gì ạ? Thì cụ thể hơn một chút được không ạ? Giá trị cốt lõi của cái buổi trao đổi ngày hôm nay đó là cái vấn đề mà tư duy về cái tài chính của mình trong cái nhiều lĩnh vực, mà nhất là cái lĩnh vực đầu tư. Thì trước đây thì mình cũng từng nghe rất là nhiều, nhưng mà mình cũng đã thử về một số lĩnh vực đầu tư nhưng mà mình đều không thành công.
Trước kia là anh đầu tư chứng khoán rồi forex đúng không ạ? Đấy đều là những cái kênh nước sóng. Và như kênh nước sóng thì ngày hôm nay thì anh đã chia sẻ chúng ta một cái kênh đầu tư, nó là cái đầu tư cổ phần doanh nghiệp, là đầu tư giá trị ạ. Đúng không ạ? Đầu tư giá trị, đầu tư vào tiềm năng của doanh nghiệp, và nó sẽ mang cho chúng ta những cái đòn bẩy cực kỳ lớn, tăng trưởng tài sản là cực kỳ lớn khi mà công ty IPO ạ. Đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn anh Quang Minh rất nhiều ạ. Thì có thể là buổi đầu tiên thì anh sẽ chưa có thể là cảm nhận được hết những cái giá trị của chương trình đúng không ạ? Thì anh có thể là đến buổi sau nữa, 2 tuần nữa thì em lại mời anh tham gia vào chương trình để có thể là nghe được kỹ hơn những cái nội dung, những cái giá trị của chương trình đúng không ạ? Em cảm ơn anh ạ. Rất là cảm ơn. Mình có thể cho anh Quang Minh một tràng pháo tay được không ạ? Mọi người. Em xin mời một chị nữa không ạ? Em thấy một vài chị giơ tay nhưng mà em chưa thấy mở cam. Em mời chị Phạm Liên được không ạ? Mời ban tổ chức mở mic cho chị Phạm Liên ạ. Vâng, xin chào MC xinh đẹp. Em chào chị ạ. Ô, chị ơi, hình như chị bị tắt mic rồi đấy ạ. Chị mở mic lại cho em ạ. Rồi, ok ạ. Xin chào MC xinh đẹp Dương Hạnh nhá. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị em trong phòng Zoom nhà mình. Buổi chia sẻ hôm nay của Viết Anh thực sự là rất nhiều giá trị mà mình đã nhận được. Thứ nhất là mình nhận được là trong cái quá trình, trong cái cuộc sống ấy, mình phải biết cách quản lý cái đồng tiền của mình. Đấy là một điều rất quan trọng. Và trong cái câu chuyện mà Viết Anh đưa ra làm dẫn chứng ấy, là người giàu có nhất thành Babylon ấy, từ một cái việc làm rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà anh ấy đã có một cái vốn tài sản vô cùng lớn. Thì đấy là cái kinh nghiệm, là cái kiến thức để cho tất cả những người dân chúng ta học hỏi tư duy về tài chính, để có được cái, nắm giữ được cái tài chính của mình. Cái thứ hai mà mình nhận được cái giá trị của buổi chia sẻ ngày hôm nay á, đó là chúng ta trong cái cách mà nắm giữ đồng tiền như thế, thì để phát triển được đồng tiền thì mình nên dành một cái đồng tiền để mình đem đi đầu tư. Bởi vì người giàu ấy là người ta có cách làm thông minh của người giàu đó. Thế thì đầu tư như thế nào, thì ở đây một lời khuyên của Viết Anh mình cảm thấy vô cùng rất là quý giá mà rất là ghi nhận, đó là thực ra trước kia thì mình không biết, thế nhưng mà Viết Anh khuyên là nên đầu tư vào cổ phần trước IPO. Thì thực sự đây là một cái đầu tư mà cái số tiền mình bỏ ra nó rất là nhỏ. Nó có thể là từ những người có thu nhập thấp, những người bán rau, hay là những giáo viên, những công nhân. Cái số vốn tiền của mình nó nhỏ thôi, nhưng mà mình đầu tư được vào cái đó, mình sở hữu cổ phần gốc, thì sau này nó rất có giá trị. Đây là cái niềm mơ ước không phải ai chúng ta cũng có được. Hôm nay thực sự rất là cảm ơn Viết Anh đã chia sẻ cái giá trị này. Đó rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ chia sẻ được những cái cần đấy thôi ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Liên ạ. Em tin chắc chắn là chị đã nhận được rất là nhiều giá trị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và chị cũng nhận ra là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO đúng không ạ? Là một cái đầu tư vô cùng thông minh đúng không ạ? Đầu tư giá trị. Và cũng đây cũng là cái cách mà các tỷ phú, triệu phú trên thế giới họ đang áp dụng ạ. Không có tỷ phú nào, triệu phú nào mà có thể lướt sóng ạ, lướt forex, chơi forex hay là lướt sóng chứng khoán có thể giàu có được đúng không ạ? Họ đều là đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp, và họ hàng năm họ được nhận cái dòng tiền đúng không ạ? Hay là gọi là cổ tức từ các cái doanh nghiệp. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đầu tư vào trước IPO là chúng ta có cái đòn bẩy tăng trưởng cực kỳ lớn khi mà công ty IPO đúng không ạ? Ví dụ như là Apple chẳng hạn đúng không ạ? Khi mà nó mới huy động vốn thì nó chỉ giá của nó là 0,06 đô một cổ phiếu thôi đúng không ạ? Nhưng bây giờ sau khi chia tách rất nhiều lần rồi, giá của nó vẫn vài trăm đô một cổ phiếu đúng không ạ? Và hàng năm thì cổ tức, nếu như quý vị nắm giữ 100.000 cổ phiếu của Apple thôi, thì một năm cổ tức quý vị đã nhận được 6-7 tỷ rồi đúng không ạ? Mà trước kia thì để sở hữu 100.000 cổ phiếu đó thì quý vị chỉ phải bỏ ra vài chục triệu thôi ạ. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ 100.000 cổ phần đấy, 100.000 cái cổ phiếu đấy nó phải chỉ giá vài chục triệu đô rồi. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO mang lại ạ. Em cảm ơn chị Điên ạ. Em xin phép dành thời gian để mong muốn là những quý hôm sau có thể giao lưu với chị hơn. Vâng ạ, em cảm ơn chị.
À, quý vị chúng ta có thể cho chị Liên một tràng pháo tay được không ạ? Đấy, cảm ơn nha mình ạ. Đề nghị ban tổ chức là lần sau có thể là cho cái tràng vỗ tay thế nhọn hơn được không ạ? Vỗ tay này giống như kiểu là chưa trên cơm ấy. Vâng, không phải ạ. Như là nó rời ra cái ấy. Ok em, okay, để anh chị. Cho nó dồn dập hơn một chút được không ạ? Rồi rồi, ok em. À, dạ vâng, à, chị Liên có thể hạ tay xuống giúp em không ạ? Dạ, em vâng. Nhìn thấy rất là nhiều cánh tay nữa, em không biết là gọi ai đi ạ. Rất là nhiều anh chị muốn chia sẻ ạ. Em xin mời anh Bình ạ, em thấy anh Bình giơ tay từ đầu đến cuối chương trình ạ. Em sẽ dành cái ưu tiên này mời cho anh Bình ạ. Em mời anh ạ, mời ban tổ chức mở mic cho anh Trần Thanh Bình ạ. Xin chào mọi người, xin chào MC xinh đẹp Dương Hạnh và xin cảm ơn có mọi người có mặt trong tất cả anh em có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Mình xin chia sẻ là mình tên đầy đủ là Trần Thanh Bình, đến từ đội 2, số báo danh là 24. Trong cái buổi hôm nay là mình rất là may mắn là gặp được kênh MC Việt Anh, cũng là người chia sẻ mình biết được cái giá trị về cái sống có là người khác nhau giữa người giàu và người nghèo là giống nhau là đều đi làm kiếm tiền và khác nhau là về tư duy. Nghĩa là mình đi trích cái 10% của mình ra để mà mình đi đem đi gia tăng tài sản và mình giảm cái tiêu sản đi. Và cái tư duy để thành công là của là C và R. Nghĩa là mình cái phương tiện mình tài sản đó mình có thể là đi lại nè, báo hiếu cho cha mẹ rồi lo cho con cái đi học rồi đó, để an cư lập nghiệp đi nhà cửa. Rồi cái là đầu tư là lên trước cho mình cái kế hoạch nào đó để mình đi đến cái con đường thành công sau này, để có cái kiến thức nào đó để mình giải quyết về một cái tài chính sau này cho mình được con đường tự do về tài chính, thời gian và tự do về sức khỏe, tự do về tài chính, tự do thời gian và sức khỏe. Dạ vâng ạ. Còn một cái đầu tư đó là mình là phải muốn giàu có là mình phải dịch chuyển, mình phải có đầu tư vào cái gì đó trước khi nó IPO để mình được tự do về tài chính và có cái sản phẩm nè, công nghệ rồi thì lĩnh vực của thị trường trong dài hạn, có nhà sáng lập với tính pháp lý quyền lợi và thời điểm của đầu tư. Xin cảm ơn mọi người lắng nghe chia sẻ của mình trong cái buổi học hôm nay. Cảm ơn anh Bình ạ. Nhưng mà anh chưa giới thiệu về mình đúng không ạ? Chưa nghe thấy nhở? Cái quan trọng là anh giới thiệu về mình chưa ạ? Anh Bình ạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi và anh ở đâu, đến đi đâu? À, mình đến, mình là tên thật là đầy đủ là Trần Thanh Bình. Mình đến từ Sài Gòn, hiện giờ mình đang sinh sống và làm việc ở Nha Trang cùng đội nhóm với lại Quỳnh Diễm Kiều. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Công việc chính của mình là gì ạ anh? Lúc trước thì mình cũng là nằm trong cái 4 cái nhóm người là đi trong Kim Tứ Đồ đó, là mình cũng là đi làm công, làm thuê thôi. Sau đó mình mới có tiền mình làm chủ, xong rồi sau này mình mới là nhờ biết đến cái cơ duyên là do em Kiều chia sẻ đến cái công nghệ này, mình thấy nó có tiềm năng hay quá nên mình mới bây giờ mình đang là học hỏi trên trao rồi kiến thức để mà mình là trở thành nhà đầu tư và mình là trở thành nhà đầu tư và mình làm nhà đầu tư và đối tác để tập đoàn cây quay để chia sẻ đến cái cơ hội này, lan tỏa cơ hội đến nhiều người và những ai chưa biết đến cái công nghệ này.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Em thấy em tin là anh đã nhận được rất là nhiều những cái giá trị trong cái buổi Zoom hôm nay, bởi vì em thấy anh ghi chép rất là cẩn thận những cái nội dung mà anh chia sẻ, đúng không ạ? Đó, nhưng mà đúng chắc rồi. Chắc là mình phải ghi lại, mình hơi run. Nhất là hơi run chưa chia sẻ trước một đông người, với lại có thể là nói chuyện với một MC rất là xinh đẹp như này, đúng không ạ? Thì anh có thể là hơi run một chút thì sau buổi tối hôm nay thì thì anh có thể là những buổi Zoom sau anh có thể tham gia để mình có thể hiểu hơn được. Và em tin là với cái tinh thần học hỏi của anh thì chắc chắn là anh sẽ sớm thành công ở trong cái thị trường đầu tư này. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em cảm ơn anh. Em thấy rất nhiều cánh tay ạ. Em sẽ ưu tiên cho ai đây? 10 giờ rồi. Em xin phép được mời anh Đào Chính nhá. Vâng ạ. Vì rất nhiều người anh chị muốn chia sẻ nên là chúng ta có thể là chia sẻ ngắn gọn những cái giá trị mình nhận được, giới thiệu tên tuổi của anh chị này, cũng là giới thiệu chia sẻ 2 phút nhanh, 2 phút về cái giá trị mình nhận được, đúng không ạ? Mình xin giới thiệu cho mình tên là Đào Chính. Mình đến từ thành phố Hải Dương, mình năm nay 35 tuổi. Thì hôm nay trong buổi Zoom ấy, mình nghe bạn Viết Anh ấy chia sẻ về tư duy và tầm nhìn và đến hướng đi của tài chính thì mình cảm thấy là rất là nhận được nhiều cái giá trị. Vì thực ra là bây giờ đấy có những cái giá trị mà nhưng khi mình bỏ tiền đi học ấy, người ta không dạy. Thường thường người ta chỉ dạy mỗi câu, thực sự người ta dạy mỗi câu các bạn có muốn làm giàu không? Có, ai cũng có. Và các bạn đóng tiền đi học, học xong về thì làm giàu bằng cách nào thì các bạn tự tìm hiểu và làm giàu. Đấy, thì thường thường ở Việt Nam mình ấy, người Việt Nam mình là tư duy ăn sổi. Thường thường họ thích về những cái dự án tài chính, ăn luôn trả lãi ngày, thường thường là trả lãi ngày, hoặc là chỉ đầu tư một vài bữa là có lãi thì họ rất thích. Nhưng thường thường khi họ mất rất nhiều tiền ở những cái dự án như thế thì họ vẫn, nếu mà có người khác mời một dự án khác như thế, họ vẫn cứ chơi. Và đến cuối cùng họ chốt một câu là tất cả những cái dự án đều là lừa đảo, vì tư duy của họ đó như tư duy thất bại. Cho nên mình bảo cái khi cái tầm nhìn của bạn ấy chia sẻ về cái quyển sách Người Giàu Nhất Thành Babylon ấy, mình khuyên mọi người lên đọc, mà đọc đi đọc lại rất nhiều vào. Vì trong quyển sách này nó có một cái dòng này là cuốn sách dạy cách làm giàu bán chạy nhất mọi thời đại, kể cả tổng thống Mỹ bắt Donald Trump này, kể cả những người là tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ họ cũng đều đọc cái quyển này. Vì quyển này nó dạy được rất nhiều, kể cả về tư duy này, tầm nhìn này. Mình chỉ chia sẻ là tầm nhìn, trong quyển sách này nó có một cái dạy về tầm nhìn. Có một anh này, anh có một nhóm bạn chơi cùng với nhau nhá, thì khi họ tìm ra một miếng đất này, họ nhìn ở cái vị thế của đất, miếng đất này rất đẹp nhưng nó không có nước, không thể canh tác hoặc là sinh sống được, thì họ mới rủ nhau. Cái người nghĩ ra cái ý tưởng đấy họ không có tiền, thì họ cũng dùng theo kiểu cái phương pháp huy động vốn cộng đồng của mình, thì họ huy động tất cả mọi người góp tiền vào để đào kênh, làm đập nước, dẫn nước về miếng đất đấy, xong sau này họ sẽ gieo trồng được và xây nhà và phân lô để bán. Mà quyển sách này nó cách đây 5.000 năm rồi, 5.000 năm trước công nguyên người ta có tầm nhìn thế. Xong họ phân lô để bán, nhưng mà có một anh này thì bố anh ấy không dám làm giàu, không dám quyết định. Thì bố anh đấy, anh hỏi ý kiến bố anh đấy, thì bố anh ấy bảo là quyết định đi, hãy chớp lấy cơ hội. Nhưng anh ấy suy nghĩ bảo là thôi bây giờ thay vì bỏ ra 10% đấy để gì nhỉ, để đầu tư cùng các bạn, thì anh ấy bỏ tiền đi bảo đi. Thế bây giờ mình thích một cái áo mới thì mình phải mua áo mới cho vợ này, đưa vợ đi ăn này, và những cái đồ trang sức đấy. Nhưng mà khi cái dự án này thành công thì bọn họ bán đi đất thu được rất nhiều tiền, thì anh ấy nghĩ lại và tại sao lúc đấy mình không làm như thế, thì cái đấy nó không còn cơ hội cho mình. Kể cả đây nhá, mình chia sẻ như là bác Donald Trump, bác bảo là như này, người giàu làm việc với cường độ, tôi bác Donald Trump bảo là đấy là người giàu ấy, muốn giàu thì phải có tầm nhìn, tầm nhìn rất xa. Các tỷ phú trên thế giới nhá, hầu như ai có tầm nhìn ít nhất từ 20 đến 50 năm, còn để các lãnh đạo, các vua đấy thì người ta có tầm nhìn từ 100 năm, 50 năm, thậm chí 1.000 năm đấy. Cho nên mình đầu tư vào cổ phần của doanh nghiệp. Trước IPO nó có rất cái lợi, nhiều cái lợi mình thôi thì mọi người đây ăn biết rồi. Nhưng mình đầu tư cái tập đoàn của mình ấy, đang đầu tư là UST đấy, thì nó là tầm nhìn 50-100 năm sau, cũng như bác Henry Ford, bác ấy nghĩ ra động cơ, máy động cơ chạy nguyên liệu đốt trong động cơ xăng cách đây 100 năm. Thì đến bây giờ tất cả những người đi ô tô và mua ô tô bây giờ đều đang trả tiền cho con cháu của bác đấy. Thế nên mình đầu tư cũng như mình đầu tư như này, thì 100 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, những người sử dụng công nghệ của mình, của tập đoàn mình đang phát triển, thì họ đều trả tiền cho con cháu của mình sử dụng đấy. Cho nên là mình nói tất cả như này, mình thường thường ấy thì bây giờ nhá, vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Đào Chính ạ.
Hình như cái bên mạng của anh ấy bị đơ rồi đúng không mọi người? Hay là mạng anh bị đơ nhở? Mình vẫn nghe thấy bạn nói. Vẫn cho đây. Mạng đang bị đơ anh ạ. À? Mạng của em bị đơ à? Mình đơ, vẫn nghe rồi, thấy bạn đơ. Nói. Đấy, cho nên mà thường nhất thì khi mình đã đầu tư, mình là một nhà đầu tư rồi. Mình là một nhà đầu tư rồi đấy. Thì mình đấy, sẽ có lúc ấy mình sẽ tự do về tài chính, tự do về thời gian. Bây giờ mình có rất nhiều những người bạn hiện tại bây giờ đã là 3 triệu phú đô la là bạn của mình. Thì hôm vừa rồi mình nhắn tin là anh có đi chơi với em không? Thì bảo đi đâu, bảo anh đi Dubai chơi với em, đi chơi một tuần. Nhưng mà anh ấy là một chủ doanh nghiệp, tự anh ấy phải vận hành và phát triển doanh nghiệp. Anh không thể nào anh bỏ đi được một tuần để chơi được, để đi du lịch và tham quan và tìm hiểu được. Đấy là họ đã không bằng mình rồi. Nhưng đây mình là nhà đầu tư, mình có thể đi chơi một tuần một tháng. Nếu mà doanh nghiệp của mình phát triển thì cái đội ngũ lãnh đạo họ làm việc và họ tạo ra lợi nhuận cho mình và mình nhận cổ tức, thì tương đối đó là đấy là lãi suất kép. Mình vừa có cổ phần doanh nghiệp, vừa có lợi tức khi công ty hoạt động và phát triển mạnh. Cho nên mình dự đầu tư đấy thì mình thấy trước mình cũng đi làm công, đầu tiên cũng là đi làm công ai ở đây như thế, sau này mình cũng ra làm chủ, nhưng cũng và xong bắt đầu tìm hiểu về các dự án tài chính, bắt đầu cũng sẵn sàng đấy, cũng đầu tư nhưng không ăn thua. Cuối cùng về sau mình tìm hiểu thì mình cũng bỏ ra thời gian mất mấy tháng rồi mình tìm hiểu về Stepway. Trước đấy là Stepway thì mình tìm hiểu mà mình thấy ok, thì mình cũng bắt đầu chia sẻ cho mọi người và mình đầu tư vào. Cho nên mình có mọi người, mình bảo mọi người một câu này rất hay này. Thường thường ấy, nếu mà bây giờ mình đang tư duy tốt, mình ở trong những nhóm như này, những cái buổi Zoom này tư duy rất tốt, thì mình hạn chế đừng bao giờ nói chuyện với những người tiêu cực. Tư duy tiêu cực mà tư duy thất bại đấy, nghèo ấy, thì họ sẽ kéo mình xuống ngay. Mình bây giờ một người nói là Stepway không tốt, hai người, năm người, 10 người, nhưng khi mình tâm mình đó, đến 100 người và 1.000 người nói không tốt, thì lúc đó mình sẽ sao tuyến. Đấy là như thế. Ở những cái nhóm này có những năng lượng rất tốt. Và thứ hai là tư duy này. Thế cả mình có một câu nói rất hay này. Thường thường ấy, người nghèo ấy, người ta sẽ chỉ có một câu, người ta thường thường cái câu chuyện người ta nha, sẽ nói là như này này. Người nghèo thì họ sẽ hỏi là thu nhập tháng này của bạn, lương của bạn này là bao nhiêu. Nhưng người giàu thì người ta tính là tổng quy mô tài sản của họ đang được sở hữu là bao nhiêu. Thế vâng thì mình cũng xin cảm ơn bạn MC Dương Hạnh nhá. Thế cả bạn viết anh nhá. Thì hôm nay bạn chia sẻ là mình cảm ơn là rất là ý nghĩa và hay. Thực ra là mình cũng tự có đọc sách thì mình tìm hiểu về tất cả những cái mà bạn chia sẻ nó đều là thực tế. Vâng ạ, em cảm ơn sự chia sẻ rất tuyệt vời anh Đào Chính ạ. Cả nhà chúng ta có thể là cho anh Đào Chính một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vô cùng tuyệt vời và năng lượng của anh ạ. Anh là một người có tư duy vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và sau khi trải qua rất nhiều cái thị trường đầu tư thì anh cũng nhận ra là đầu tư giá trị đúng không ạ? Đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào giá trị là một cái mạng đầu tư vô cùng là tiềm năng và có thể mang cho mình cái tiềm năng tăng trưởng lớn ạ. Thì lại em thấy con chị cũng quan tâm đến một sách đúng không ạ? Thì nếu em thấy là có rất nhiều cuốn sách hay, ví dụ như là cuốn Người giàu có nhất thành Babylon của chị anh vừa giới thiệu này đúng không ạ? Hay là cuốn Đừng chạy theo số đông, em thấy rất hay. Nếu chị có thể lát em sẽ để comment ở phần điện thoại, em sẽ giới thiệu chị một cái chỗ mua sách ạ. Mọi người ạ, người ta nói là sách là trí tuệ của nhân loại đúng không ạ? Tôi chưa thấy ai là không ai giàu không đọc sách cả. Tất cả tỷ phú triệu phú trên thế giới họ đều đọc sách cả. Càng đọc nhiều sách thì cái trí tuệ của chúng ta, cái sự giàu có chúng ta sẽ tăng đúng không ạ? Em biết một chỗ mua sách rất là rẻ luôn ạ. Nó chỉ có 10.000, 30.000, 39.000 một cuốn thôi các chị ạ. Cái cuốn giàu có nhất thành Babylon này em mua chỉ 39.000 thôi. Rất là rẻ các anh chị ạ. Nhưng mà bên trong nó là cả một cái chi rất lớn. Đó. Nếu như anh chị nào muốn tham khảo chỗ mua thì em sẽ để số điện thoại anh chị kết bạn Zalo em hướng dẫn em chỉ các anh chị chỗ mua nhá. Ok các anh chị, em thấy xin được giao lưu với một bài 33, em sẽ dành 3 suất nữa nhá các anh chị nhá, 3 suất nữa. Em mời chị Phạm Hương ạ, em thấy chị ra đây khá lâu rồi ạ. Dạ vâng ạ. Em mời chị Phạm Hương, mời ban tổ chức. Em xin được chào MC Dương Hạnh và chào 225 cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom tối nay. Thật sự là buổi chia sẻ của bạn Viết Anh thì quá là tuyệt vời, quá là giá trị và rất là nhiều năng lượng. Cảm ơn bạn Viết Anh rất là nhiều và cảm ơn MC Dương Hạnh đã cho mình cơ hội được chia sẻ trong buổi Zoom hôm nay. Thì đúng là như bạn Viết Anh chia sẻ đó, là chúng ta phải thay đổi tư duy thì mới thay đổi được cuộc đời.
và bản thân mình cũng là một trong những người đã thay đổi tư duy để có một cuộc đời khác. Rất là cảm ơn tất cả các cổ đông của tập đoàn Nguyên T đã cho mình được cơ hội được hòa nhập vào cái cộng đồng tuyệt vời này. Và mình nhận được rất là nhiều giá trị khi đến với tập thể các cổ đông cũng như là làm cổ đông của tập đoàn. Thì mình biết được rằng là nếu như mà chúng ta cứ làm công, ăn lương theo cái cách mà mình đã từng làm nhé, trong suốt là gần 20 năm, thì cuộc đời của mình không có gì là thay đổi hết. Và mình muốn có sự đột phá về tài chính cũng như là muốn có tiền để báo hiếu bố mẹ thì không có gì khác là chúng ta phải bước vào lĩnh vực đầu tư. Đó, và em Phạm Hương thì khi mà bước chân vào lĩnh vực đầu tư thì là hoàn toàn là với một cái đầu rỗng của chú anh chị ạ. Với một cái đầu rỗng mà em không có một kiến thức gì hết, nhưng mà cái có ở em là gì? Em dám thử tất cả mọi cơ hội. Em dám thử tất cả mọi cơ hội, tức là em luôn đón nhận tất cả mọi cơ hội. Và chính vì thế mà em mới gặp được dự án Nguyên T. Đó, và khi em gặp được dự án Nguyên T thì em thấy rằng là đây chính là cái mục đích của cuộc đời mình. Và đây sẽ là bến đỗ, có thể nói rằng là cái bến đỗ và là cái mục tiêu cuộc đời để mình đạt đến sự tự do về tài chính. Và bây giờ thì em ngày khi đến với dự án thì em chỉ ao ước là có được 100.000 cổ phần thôi cô chú anh chị ạ. Bởi vì em đầu tư từ năm 2019 thì lúc đó là 1.000 đô được có 33.000 cổ phần thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì mục tiêu của em này là 10 triệu cổ phần cơ. Và em đã đạt được một nửa con số đó rồi và em sẽ cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Và cô chú anh chị biết không, biết đến công ty bia Sài Gòn đúng không ạ? Nếu mà cô chú anh chị sở hữu cái cổ phần bia, cổ phiếu của tập đoàn bia Sài Gòn thì ngày mùng 7 và ngày 22 tháng 12 năm 2021 là công ty bia Sài Gòn này họ trả cổ tức bao nhiêu ạ? Là 27.000 cho một cổ phiếu. Vậy thì nếu như cô chú anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần cổ phiếu của bia Sài Gòn thì cô chú anh chị sẽ có ngay trong tài khoản của mình là 27 tỷ. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và nhưng mà đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì nếu như chúng ta còn muốn có được 1 triệu cổ phần của những cái công ty, những cái tập đoàn đã thành công như vậy thì chúng ta sẽ phải mất rất là nhiều tiền cô chú anh chị ạ. Mất rất là nhiều tiền. Còn với cái dự án OST bây giờ thì cô chú anh chị muốn có được 1 triệu cổ phần thì nó vô cùng là đơn giản. Bản thân em Phạm Hương lúc đầu chỉ mơ có 100.000 cổ phần thôi. Nhưng mà đến bây giờ đã sở hữu vài triệu cổ phần rồi và thấy rằng là mình vẫn còn có thể sở hữu thêm được nữa. Bởi vì chúng ta đang ở cái giai đoạn cực kỳ là ưu đãi của chú anh chị ạ. Nên là em Phạm Hương mong rằng cô chú anh chị nào có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay mà chưa sở hữu được 1 triệu cổ phần thì hãy gia tăng thêm tài sản cho mình. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là những cô chú anh chị nào mà chưa sở hữu cổ phần mà vẫn đang trong quá trình theo dõi thì chúng ta hãy nhanh chóng ra quyết định đi ạ. Bởi vì cái cánh cửa cơ hội nó đã gần khép lại rồi. Nó gần khép lại rồi, cô chú anh chị không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Đấy là cái điều em khuyên thật lòng. Bởi vì chúng em chị hơi mất tiếng ạ. Vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của chị ạ. Hôm nay mình là cái buổi Zoom về tư duy tài chính thành công đúng không ạ? Tức là cái tư duy dành cho những người mới để có những cái hướng đi đúng nhất. Thì mình cũng không nên nói quá sâu về cái doanh nghiệp Segway đúng không ạ? Mình sẽ để những buổi giao lưu sau liên quan đến công nghệ đúng không ạ? Và buổi hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái giá trị mà mình nhận được ở trong cái buổi tối ngày hôm nay thôi được không ạ? Quý vị chúng ta chia sẻ sau có thể chú ý giúp em Hạnh được không ạ? Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hương rất là nhiều ạ. Xin cả nhà một tràng pháo tay cho chị Hương nhé ạ. Vâng, em sẽ dành 2 suất nữa cho hai anh chị nữa ạ. Cảm ơn em xin Dương Hạnh nha. Dạ vâng ạ. Em mời chị, em sẽ dành 2 suất nữa. Em mời chị Huỳnh Xu ạ. Mời ban tổ chức mở mic cho chị Huỳnh Xu ạ. Chị có chia sẻ những cái giá trị mà chị nhận được trong buổi chia sẻ hôm nay của chị Anh Viết Anh nhé. Mình có 2 phút chị nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Em xin tự giới thiệu, em là Huyền Xu, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 42 tuổi. Hiện tại em cũng đang là cổ đông và cũng là đối tác của tập đoàn UST. Thực ra thì em cũng đã nghe rất nhiều những cái buổi như thế này rồi. Nhưng mà mỗi một người chủ giảng thì sẽ đưa ra những cái kiến thức, những cái giá trị rất là khác nhau. Bản thân em thì
sau khi nghe những cái buổi đấy thì em thấy nhận thấy rằng là mình đã được đứng ở đâu và mình đã chọn cái công việc đấy nó giúp cho mình có sự thoải mái như thế nào. Từ khi em bước chân vào công việc đầu tư thì em không còn lo lắng nhiều đến cái việc mà mình phải lo cơm áo gạo tiền nữa, bởi vì mình đã biết đặt ra cái kế hoạch này, đặt ra mục tiêu. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa ra cái mục tiêu của mình trước, sau đó lập phương án và kế hoạch để chúng ta hành động để có được cái kết quả đó. Và bản thân em cũng đã đạt được cái kết quả đó rồi. Tuy nhiên là em sẽ có những cái mục tiêu tiếp theo. Cũng rất là biết ơn tới những cái người đã chia sẻ cho em cái dự án này. Và bản thân em cũng đang cố gắng nỗ lực để có thể gieo được cái duyên lành này đến với tất cả các anh chị mà cũng có cái cơ hội mà mong, và bản thân mong muốn mình có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Và chúc cho tất cả các anh chị sẽ có cuộc sống giống như các nhà tỷ phú người ta thường nói là chúng ta sẽ tự do về tài chính này, tự do về thời gian, và chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta chăm sóc sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được sự chủ động trong cái sức khỏe của mình. Em xin hết ạ. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Xu rất nhiều ạ. Cả nhà mình có thể dành cho chị Huyền Xu một tràng pháo tay không ạ? Anh như em gọi là cả nhà là tư Skyway đúng không ạ? Anh thấy mọi người là có những cái tình yêu rất lớn với công nghệ Skyway. Và em có thể chú ý đến một cái chỗ chị Xuyền Xu có chia sẻ, đó là khi mà mình tham gia vào thị trường đầu tư ấy, bản thân em thì cũng cảm nhận rất sâu sắc cái điều đấy. Tức là trước kia thì khi mình làm công ấy, thì mình luôn bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền này, và luôn luôn có những cái suy nghĩ tích cực, cô chú anh chị ạ. Rồi đi làm về mệt, rồi những cái công việc gia đình nó làm mình rất là mệt mỏi. Nhưng mà từ khi em bước chân vào đầu tư, em biết đến những phần đầu tư cũng như là biết đến những cái tư duy tài chính, và được gặp gỡ giao lưu với các anh chị này trong lĩnh vực đầu tư, thì mọi người gần như là tất cả những người, em thấy là tất cả những anh chị, mọi người tham gia vào thị trường đầu tư thì mọi người đều có những cái tư duy vô cùng tích cực ạ. Và em đã được ảnh hưởng bởi những cái tư duy đó, và từ khi em tham gia vào thị trường đầu tư thì em luôn luôn có những suy nghĩ tích cực, chú anh chị ạ. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Tài chính cái lĩnh vực đầu tư mang lại em xin lỗi. Bây giờ em xin dành một suất nữa cuối cùng cho vị nữa. Em mời anh Phong, em thấy anh rất là kiên trì giơ tay. Và em dành cái suất cuối này cho anh ạ. Em mời anh ạ. Mời ban tổ chức mở mic cho anh Phong ạ. Anh Phong phải không ạ? Rồi, xin cảm ơn MC Dương Hạnh. Thực ra thì Phong cũng đã nghe cái buổi chia sẻ của Mai Việt Anh cũng rất là nhiều lần rồi, cũng phải 5-7 lần rồi. Nhưng mỗi lần nghe thì lại thấy học được những cái bài học, nó lại đúc kết hơn và nó hay hơn. Thì bản thân những cái kiến thức của Mai Việt Anh đưa cho mọi người ngày hôm nay thì thực chất nó cũng là những cái kiến thức rất là cơ bản và nó rất là chuẩn theo tất cả các sách về tài chính, về phát triển bản thân cũng như là tư duy tài chính rồi. Tuy nhiên là cũng một cái kiến thức đó, nhưng mà do cái người truyền đạt nó sẽ tới được về những người nghe một cách nó thấu đáo hơn. Thì bản thân mình thấy là Mai Việt Anh có một cái kỹ năng truyền đạt rất là tuyệt vời, âm lượng nó rất là vừa phải, tốc độ nó cũng rất là vừa phải, nó mà nó lại không gây buồn ngủ. Tức là nó có âm trầm ông bổng, cũng như là nhấn mạnh được những cái chi tiết mà mọi người cần thiết. Thì qua đấy thì Phong cũng tổng kết được những cái kiến thức mà ứng dụng riêng vào cái đời sống cá nhân của Phong, cũng như đời sống về mặt công việc. Thì có một cái số cái kiến thức mà mình ghi nhớ được trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cũng được phép là chia sẻ và tổng hợp lại, giúp cho mọi người có thể gần buổi cuối rồi, nhưng mà giúp cho mọi người có thể ghi nhớ hơn về cái kiến thức của ngày hôm nay. Thì cái thứ nhất là cái mà chúng ta biết rằng những người thành công là những người đọc rất là nhiều sách. Và đọc sách thì không có nghĩa là thành công, nhưng tôi tin chắc là những người thành công là những người đọc rất là nhiều sách, và họ có cái kiến thức rất là rộng và rất là sâu về từng cái chuyên ngành của họ. Thế thì khuyên mọi người hãy cố gắng đọc sách, và bản thân Phong cũng luôn luôn
cố gắng giúp gia đình mình cũng như các con cái mình về 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 cái tư duy về đọc sách. Thì trong đọc sách thì như Viết Anh Đưa ấy, thì cái cuốn sách dạy Người Giàu Có Thành Babylon cũng là một trong những cuốn sách mà đầu tiên Phong đọc, và cái bộ sách mà gọi là gối đầu giường mà Phong đọc đi đọc lại, đó là bộ sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki, cũng như là quyển 13 Nguyên Tắc Làm Giàu, Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon ấy, của Napoleon Hill ấy, Phong cũng đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Thì đấy là những cái cuốn sách mà mọi người lên đọc đầu tiên. Và trong cái cuốn sách mà Dạy Con Làm Giàu thì cái Kim Tứ Đồ là cái mà đã thay đổi cái cuộc đời của Phong. Khi Phong đọc đến cái cuốn đó và Phong biết đến Kim Tứ Đồ, thì bản thân lúc đó thì Phong đang là một bác sĩ tại Bệnh viện Y học biển Việt Nam, tức là bệnh viện trực thuộc của Bộ Y tế. Trước đó thì Phong nằm ở bệnh viện ở Hải Dương, và cũng đồng thời lúc đó là Phong cũng đang có phòng khám răng và mặt riêng ở Hải Dương rồi, và đã lúc đó thì bắt đầu chuẩn bị mở phòng khám thứ hai ở dưới Hải Phòng. Thế nhưng khi mà đọc cái cuốn sách đó thì mình đã định vị được rằng là mình thực chất mình tìm hiểu lúc đó mình biết là mình mong muốn trở thành cái trong tố chất của mình thích là cái người kinh doanh. Và lúc đó thì mình định vị được mình là phải sang nhà đầu tư, vì đầu tư chính là kinh doanh. Đấy, thế thì các bạn cũng nắm được cái ghi nhớ được cái Kim Tứ Đồ. Và bản thân trong đây thì Mai Việt Anh muốn mọi người thay đổi cái tư duy, cũng như MC Dương Hạnh muốn một người thay đổi tư duy của anh này, đó là tư duy của những người thành công và những người giàu có, đó là tư duy rất là khác biệt. Và Phong vẫn biết á, cái câu hỏi đó là giống nhau và khác nhau giữa người giàu ấy, thì cái sự giống nhau mà duy nhất và tuyệt đối giữa người giàu và người nghèo mọi người biết là gì không ạ? Giống nhau không phải kiếm tiền, đấy là giống nhau, nhưng giống nhau tuyệt đối, công bằng tuyệt đối, đó là tất cả mọi người đều có 24 giờ, không ai có 24 giờ một giây cả. Nhưng tuy du của người nghèo luôn là gì? Tôi bận lắm, tôi không có thời gian, tôi không có tiền, và họ đó là tư duy thất bại. Nhưng mọi người biết là ai cũng chỉ có 24 giờ, không ai có 24 giờ một giây cả. Nhưng cái sự khác nhau á, mà tạo lên sự khác biệt về mặt tài chính sau khoảng 15-20 năm á, đó là gì? Đó là cách sử dụng thời gian. Người nghèo luôn luôn gì ạ, luôn đi bán thời gian của mình, và họ vật lộn được cái việc bán như vậy. Còn người giàu á, thì người ta lại luôn luôn tìm cách gia tăng thêm thời gian bằng cách là mua thêm thời gian của người khác, và người ta ngồi người ta nghĩ rất là nhiều, và từ đó người ta xây dựng lên cái tầm nhìn nó khác với cái sức nhìn của người nghèo. Người nghèo là dùng sức nhìn để kiếm tiền bằng cách là nhìn cái tiền ngay trước mắt, còn người giàu thì người ta tìm kiếm tiền nó bằng cái tầm nhìn. Và cái sự khác biệt nữa mà tôi học được trong cái buổi Zoom AI đó là người giàu thì là tiết kiệm trước, chi tiêu sau, và dùng cái tiết kiệm đó để đầu tư mua tài sản. Còn người nghèo thì lại gì ạ? Khi mà họ có đồng lương thì họ sẽ chi tiêu tiếp, sau đó họ mới tiết kiệm sau. Thế thì công thức của Mai Viết Anh cũng như trong cuốn sách kia là gì? Các bạn hãy đặt ngay 10% khi thu nhập của các bạn để làm cái tiết kiệm. Và từ cái khoản tiết kiệm đó các bạn hãy học cách để đầu tư, nhưng hãy đầu tư một cách có kiến thức. Đúng không ạ? Chứ đừng đầu tư giống như câu chuyện ở trong bà Mai Viết Anh kể đấy, đúng không ạ? Dùng tiền để đi đầu tư một lĩnh vực mà mình không biết, và hoặc là gửi cho một người mà người ta không biết. Đấy là cái mà tôi thấy cũng rất là tổng kết được rất là hay. Và cái tiếp theo nữa là cái kiến thức mà các bạn đưa ra đó là gì? Chúng ta đừng có sợ hãi quá, và hãy giống như cái chiếc ly rỗng á, chúng ta hãy mở cái tư duy ra và để học hỏi, thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều. Còn nếu như chúng ta cứ sợ hãi, chúng ta cứ sợ rủi ro, chúng ta không đón nhận một cái cơ hội nào cả, và không dám phân tích một cơ hội nào cả, thì mọi người sẽ không bao giờ dám đưa ra quyết định. Vì đầu tư là gì? Đầu tư là dùng cái đầu để tư duy phân tích mà, và đưa ra quyết định mà. Thế thì mọi người hãy đầu tiên là hãy mở cửa cái tư duy mình ra, hãy nâng cấp cái tư duy của mình lên, mở cửa nó ra đã, sau đó nâng cấp nó lên. Và từ đó thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái thời gian để mọi người học hỏi được hơn. Và bản thân Phong thì bây giờ thực ra là 3 năm nay thì Phong cũng thay đổi. Vì trước đó thì Phong là một bác sĩ về chuyên về nha khoa, thì cũng đã làm 10 năm ở trong nhà nước, rồi cũng thích doanh nghiệp, mở cả nhà hàng,
rồi mở công ty về năng lượng mặt trời, rồi mở về hệ thống nha khoa, cũng 6 cái phòng khám nha khoa. Thì bản thân đó là cái tư duy vẫn là chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Thế từ khi đọc cái bộ sách Dạy Con Làm Giàu, mình biết là muốn giàu thì phải đầu tư. Và đầu tư ở đây không phải là gì ạ. Mọi người trong phòng Zoom này không biết, có những người vẫn còn đi làm công, có những người thì thu nhập cũng chỉ 5-70 triệu một tháng thôi. Nhưng mọi người luôn luôn đặt một câu hỏi là khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ đầu tư, đúng không ạ? Nhưng tư duy đó này mọi người hãy thay đổi lại, là đầu tư rồi mới có tiền, chứ không phải có tiền mới đầu tư. Vậy đầu tư thì cần cái gì ạ? Đầu tư là cần phải kiến thức trước. Ngày hôm nay là Mai Viết Anh cũng như là Dương Hạnh đã cung cấp cho chúng ta cái đầu tiên, đó là cái kiến thức về tài chính đó, và gợi mở cho chúng ta một cái hướng về đầu tư, đúng không ạ? Đó là cổ phần doanh nghiệp. Đó là một cái đòn bẩy rất lớn, đó là một cơ hội rất lớn với một cái số tiền rất ít. Nó không giống như là đầu tư bất động sản, các bạn cần rất là nhiều tiền và kiến thức của nó cũng rất là nhiều. Đấy, cái thứ hai, khi có kiến thức rồi thì các bạn phải bước chân vào nó. Giống như tập bơi mà các bạn không nhảy xuống sông thì không bao giờ biết bơi được, dù các bạn có đọc 100-1000 cuốn sách về học bơi đi chăng nữa. Vậy thì các bạn phải gì? Phải trải nghiệm nó từ những cái nhỏ nhất. Từ cái trải nghiệm đó thì các bạn có kinh nghiệm, đúng không? Rồi kinh nghiệm rồi, sau đó các bạn mới bắt đầu tăng cái khoản tiền đầu tư của bạn lên. Thì đó là lúc đó mới xét đến vấn đề kinh tế. Thì mọi người luôn luôn ở phòng Zoom làm một cái rất là hay là gì? Là trang bị cho mọi người cái kiến thức nền tảng về mặt tài chính đã. Sau đó các bạn sẽ hy vọng rằng các buổi tiếp theo các bạn vẫn vào cùng với lại team, với lại ban tổ chức, thì các bạn sẽ dần dần nhận được sau kiến thức đó là các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, sau đó các bạn sẽ có kinh tế. Đấy là những cái mà tôi học được, hỏi được những cái trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái phong cách truyền đạt của Mai Việt Anh rất là hay, và MC ngày hôm nay dẫn chương trình cũng rất là hay. Xin cảm ơn và chúc mọi người buổi tối tốt lành, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Việt Anh, anh Phong ạ. Cả nhà mình cho anh Phong một tràng pháo tay thật lớn nhé. Anh Phong này là một nhà đầu tư đúng không ạ, chuyên nghiệp đó, nhưng mà anh vẫn luôn có một cái tinh thần học hỏi rất là lớn, và anh đã có những cái chia sẻ rất là tuyệt vời với quý vị. Và em để ý ở cái điểm nhấn ở cái chia sẻ của anh là gì ạ? Cái điểm quan trọng nhất của chúng ta đó là chúng ta phải mở tư duy của mình đã, đúng không ạ? Quý vị tưởng tượng chúng ta là ví dụ như là một cái chai, chúng ta lại nắp kín, tư duy của chúng ta lại kín giống như cái nắp chai. Nếu mà thả xuống biển thì có thả xuống biển bao nhiêu nước như vậy thì cũng không vào tí nào trong chai cả, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta mở nắp chai đó ra thì nước biển nó sẽ tràn vào cái chai đó. Và cái tư duy của chúng ta cũng như vậy, nếu như chúng ta mở cái tư duy của chúng ta ra thì chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều những cái điều tuyệt vời bên ngoài kia, đúng không ạ? Con người thì nhỏ bé mà thế giới thì rất là rộng lớn, và rất nhiều điều chúng ta học hỏi, và chúng ta học càng nhiều thì chúng ta sẽ càng trở nên giàu có, đúng không ạ? Và cái đơn giản nhất là em Hạnh thấy là quý vị chúng ta nên tích cực tham gia những cái buổi Zoom cộng đồng như thế này ạ. Bản thân em Hạnh thì bước chân vào đầu tư ấy thì mình chưa kiến thức rồi ạ, nhưng mà em được cái là có một cái tư duy rất là mở. Đó, rất là mở. Nếu như những người khác họ 9 năm làm công ấy quý vị ạ, họ gần như là ăn những cái ăn sợt tiềm thức là chỉ điểm công ăn lương thôi. Và bản thân Hạnh cũng đã có những thời gian là không, gần như là chỉ nghĩ là mình làm công ăn lương cả đời thôi. Nhưng mà khi mà va chạm với đầu tư, mình mở tư duy của mình ra và mình thấy một cái chân trời mới vô cùng tuyệt vời ạ. Mình nghĩ là ngoài việc mình làm công ăn lương thì bên ngoài kia cũng có rất nhiều cái phương pháp ra để mình có thể kiếm tiền mà không phải dùng sức, mà có thể giúp mình trở nên giàu có ạ. Và chính cái mở tư duy như vậy thì đã giúp cho em Hạnh có được một chút thành công như ngày hôm nay. Và em học hỏi ạ, không cần tham gia quá nhiều cái lớp phát triển bản thân đâu. Quý vị chúng ta hãy chịu khó tham gia những cái buổi Zoom như này. Bởi vì sao ạ? Những cái buổi Zoom như này đều là từ những cái anh chị, những nhà đầu tư chuyên nghiệp đã trải qua rất nhiều những cái ngành nghề bốn góc của Kim Thủ, và anh chị chia sẻ những kiến thức thực tế mà họ đã trải nghiệm ạ. Và anh nghĩ những kiến thức như vậy ạ, nó rất là thực tế luôn, chứ không như các cái diễn giả, đúng không ạ? Các diễn giả thì một diễn giả họ không thể trải nghiệm tất cả được, đúng không ạ? Họ không thể am hiểu tất cả, nhưng mà ở đây thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái góc nhìn, thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn toàn diện hơn về mọi mặt, mọi ngành nghề, lĩnh vực cũng như trong thị trường đầu tư tài chính này ạ. Và em Hạnh cũng học được thường xuyên tham gia những cái buổi Zoom như thế này, và cũng chính nhờ vậy thì em Hạnh phát triển bản thân mình mỗi ngày ạ.
À, dạ vâng, bây giờ đã là 10 giờ 10 rưỡi rồi ạ. À, thì có rất em biết là có rất nhiều cô chú anh chị muốn giao lưu nữa, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Thì ban tổ chức xin phép là được kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay ở đây. Thì hẹn gặp lại. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật ngon ạ. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào buổi Zoom sau ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ.